Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ chào các chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi đó hả? Dạ từ hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô giáo thích em luôn. Tiêu chí quan trọng của con thì về quan trọng về tuổi tác trước ạ. Tuổi tác sao? Là 93 hoặc 98 ạ. 93 hợp rồi đó. Giờ ba má con giận vậy đúng không? Thầy giận hả con? Hay là thầy bói dạ vậy không? Hả? Cái này thì con vô tình con đọc được một quyển sách thì con vô tình con thấy là hai cái tuổi đó con hợp rồi. Trời, đọc sách xong nó theo sách luôn người. Đây 93 ngon lành. Không gia trưởng. Dạ con không gia trưởng gì mà con hiền khô à. Ừ, hay tưởng tượng vậy là không có gia trưởng đâu. Trưởng thành và trưởng trạc ạ. Tôi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi, mời anh trai giới thiệu về mình. Chào quý vị khán giả, chào bạn nữ bên kia. Chào chị Ngọc Lan. Em xin tự giới thiệu, em tên là Quỳnh Văn Lâm. Hiện tại em 29 tuổi. Hiện tại thì em đang sinh sống ở Bình Dương. Đang làm việc tại quận 9. Lâm làm gì? Dạ hiện tại thì con đang làm kỹ sư quy trình sản xuất cho một công ty Nhật Bản. Dạ là tức công việc của con, tức là con chuyển giao cái công nghệ từ bên Nhật Bản chuyển về Việt Nam. Về máy móc đó hả? Dạ. Mời nhà gái. Dạ xin chào chú Quỳnh Linh, chị Ngọc Lan cùng toàn thể quý vị khán giả. Thì em tên là Trần Việt Hà, em sinh năm 2000. Em đến từ Bình Dương và hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của ngành giáo dục tiểu học tại trường Đại học Phu Dầu 1 ạ. Lâm hỏi coi Bình Dương chỗ nào đó? Dạ em ở Dĩ An ạ. À vậy là gần anh luôn á, anh cũng Dĩ An đây nè. Bây giờ thì ưu điểm của mình là gì Lâm? Dạ thưa chú Quỳnh Linh thì con có ưu điểm đó là con tự nhận mình là có tính tự lập khá là cao. Có ý chí cầu tiến cho công việc, có trách nhiệm những hành động và lời nói của mình. Được. Con cũng không hút thuốc, biết nấu ăn để ăn thôi. Không ngon chút. Cái đam mê thể thao nhất là bóng đá. Có đam mê nghệ thuật nhưng mà không rất hay. Con là quê đâu? Con ở Ninh Thuận chứ. Bây giờ mình là sống Bình Dương, sống với ai? Con hiện tại con sống một mình. Khuyết điểm của mình là gì? Dạ khuyết điểm của em đó là em đôi khi bị hoang tưởng chút. Hoang tưởng sao? Hoang tưởng nặng hay nhẹ? Tức là hoang tưởng ví dụ là con đi đi đâu á, con tay hộp lại đi đâu trên đại khái thôi, tức là gặp một bạn nữ mà nhìn con tưởng mình nó thích con. Vậy dạ, về nhà cái hoang tưởng rồi xong rồi cứ nghĩ mình nó thích mình. Nhiều người đàn ông hoang tưởng vậy lắm. Dạ tưởng đâu nặng lắm mới sợ thôi, còn cái đó thường thôi. Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ chào chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi đó hả? Dạ từ hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô giáo thích em luôn. Cái này là người đàn ông tự tin. Một khao khát để một người ta thương mình á, tạo nên cái sự ảo tưởng đó. Dạ đúng rồi, ảo tưởng đó. Ảo tưởng sức mạnh đó. Trên mạng giờ hay có anh hay nói vậy. Chỉ là em biết sức mạnh em yếu thôi, nhưng mà em bị ảo tưởng mình em thôi chứ không cho người khác biết. Đúng rồi. Nhưng mà lúc mà mình tưởng tượng xong á, mình hoang tưởng xong rồi mình có nói không? Mình có nói cái điều mình nghĩ không? Vậy gì em nói? Không dám nói vậy, tức là mình biết mình nghĩ mình vậy thôi. Ví dụ như ở trên công ty có nhiều bạn nữ nhìn em tưởng thích em, nhiều khi ngại ngại lắm. Rồi về nhà cứ tưởng tượng là bạn trong ngủ mơ bạn nói lấy mình gì á. Vậy nó hoang tưởng nguyên công ty luôn á. Dạ hay luôn chú, ít hả chú. Bây giờ thì cái sự ảo tưởng hoang tưởng nó biết rồi, nhưng mà bây giờ con có mấy mối tình rồi? Dạ con thưa chú là con có 3 mối. 93 có 3 mối, mối dài nhất là mấy? 3 năm rưỡi chú. Có mối thấp ít nhất là bao nhiêu? Là được 6 tháng. Thôi 6 tháng bỏ qua đi, 3 năm rưỡi đó. Vì lý do thì hai người không có cùng cái chung quan điểm sống, với lại là sở thích nó hơi khác nhau chú. Đi ăn uống có một số món ăn không được, trái ngược nhau chú. Con ví dụ con ăn không sầu riêng không được. Rồi xong bạn nữ cứ rủ đi ăn sầu riêng không à. Coi như là cuối cùng là chia tay nhau bao lâu rồi? Dạ thì mối tình đó thì cũng hơi xong chia tay 2018 đó chú. Bây giờ có vương vấn gì cô nào nữa không? Hình như chắc không, nhưng mà ấy là tưởng tượng thôi chứ không có vương vấn gì nhiều. Lan nhìn nó coi Lan. Vì Lan yêu con không? Dạ, chắc có biết gì chú. Tức là sao? Ai mà nhìn em cái tối về mà nằm mơ thấy người ta là em nghĩ người ta thích em hả? À? Dạ, nhưng mà cũng kiểu như là tùy trường hợp nữa chị. Trời ơi, tối sáng mai chú gọi điện thoại cho con nha. Dạ,
xíu chú cho con số điện thoại đi. Rồi chú cho số điện thoại. Không dịch tối nằm mơ nên thấy mấy người. Đừng thấy tôi nha. Thấy tôi đó, nó khác à. Chào em chị dễ thương lắm em ơi. Dạ. Nhà gái bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có một mối tình và khoảng 4 năm. Trời ơi, sinh năm 2000 mà có mối tình kéo dài 4 năm. Là yêu nhau từ hồi lớp 10 hả? Lớp em 10, lớp 11. Yêu từ đầu năm đại học. À đầu năm đại học. Đúng rồi, mình tính sai rồi mọi người. Mình còn chơi những gì sai. Mình yêu 4 năm là cũng sâu đậm lắm á. Cho cả hai cảm thấy không hòa hợp với nhau nữa, cho nên là cũng đưa ra quyết định chia tay ạ. Bây giờ thì con muốn có một người yêu lý tưởng thế nào Lâm? Dạ, mỗi người con thích thì về ngoại hình thì có chiều cao tầm 1m58 cộng trừ 3cm. Con thích một bạn nữ có má lúm đồng tiền. Dễ lắm. Trời dạ. Tóc dài. Và còn về tính cách thì con thích có hai dạng. Một là vô cùng ngây thơ, còn hai là vô cùng có nhiều kinh nghiệm. Thì bây giờ lỡ mà đang quen một cái bạn mà vô cùng ngây thơ, cái gặp một bạn vô cùng dày dặn kinh nghiệm, đúng rồi, em sẽ chọn cái người trước, quen trước. Đúng rồi. Thấy không? Dạ thiệt. Mà tôi thấy bên kia có cái ngây thơ rồi đó. Có má lúm đồng tiền. Có. Chào bé 2000 đây hả? Ngay có đồng tiền. Có đồng tiền luôn. Dễ thương. Tiền điếu dễ thương. Dạ. Lắm. Con chọn tiêu chí người yêu lý tưởng của mình như thế nào? Tiêu chí quan trọng của con thì về quan trọng về tuổi tác trước à. Ừ, tuổi tác sao? Là 93 hoặc 98 à. 93 hợp rồi đó. Ba má con dặn vậy đúng không? Thầy dặn hả con? Hay là thầy bói không, dặn? Cái này thì con vô tình con đọc được một quyển sách thì con vô tình con thấy là hai cái tuổi đó con hợp à. Trời, đọc sách xong nó theo sách luôn mười. Đây 93 ngon lành. Không gia trưởng. Nhà cô không gia trưởng nhìn mà con hiền khô à. Ừ, hay tưởng tượng vậy là không có gia trưởng đâu. Trưởng thành và trưởng chạc à. Tôi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi. Rồi gì nữa con? Có khiếu hài hước à. Ôi còn hai giờ nói vui đó. Con có thích cái mẫu người mà trời thì đang rất là nóng nhưng mà vẫn mạo già không? Đôi lúc thì con cũng hay vậy. Sống đôi khi nó cũng khùng chút nó vui. Chú đôi khi chung khùng bạo luôn á. Thời trang phan thời tiết. Đúng rồi. Mà hôm nay trời lạnh không sao. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Em ta đi với ai? Dạ thưa chú Quỳnh Linh, hôm nay thì con đi với lại một bạn đồng nghiệp. Vâng, xin chào chú Quỳnh Linh. Xin chào chị Ngọc Lan. Chào bạn nữ. Chào tất cả mọi người trong trường quay. Thì trong công việc ấy thì Lâm cũng rất là hòa đồng, thoải mái với mọi người. Mong hai bạn là cho nhau một cơ hội có thể tìm hiểu, có thể đến với nhau. Lâm có bao giờ nằm mơ thấy em chưa? Cái đó chắc là em không biết, nhưng mà chắc là không được đâu. Vì mơ tới thì mơ nó cũng dám nói đâu. Ừ, đúng rồi. Rồi xong. Vậy là nhà gái yên tâm chưa? Nhà gái yên tâm phần nào? Người nhà của nhà gái này em đi với ai? Dạ em đi với bố mẹ và anh chị ạ. Trời ơi, có bố mẹ luôn. Có bố mẹ rồi đó nha. Xin chào hai MC bên nhà trai, chào khán giả đang coi truyền hình và trong hội trường ngày hôm nay. Con gái của tôi thì đang học em cuối đại học trường tiểu học. Cháu cũng có chí tiến thủ trong phong trào chống dịch vừa rồi. Cháu cũng tham gia đội quân tình nguyện cùng với bố làm trong công tác là tổ an toàn Covid của thành phố. Bạn trai bên này thì thấy cũng chứng trạng trưởng thành, cũng là kỹ sư rồi. Thì tôi bản thân tôi thì cũng là kỹ sư. Hay quá. Năm 29 tuổi thì tôi cũng mới lập gia đình. Tôi thì có hai cháu gái, đây là cháu gái lớn. Dạ, nguyên một gia đình mình đi luôn. Đây là bà xã tôi. Cái bạn trai bên này thì cũng trưởng thành, thì các cháu các con mới tạo cho nhau một cơ hội. Còn cái hợp có lấy nhau không đó là vạn sự tùy duyên. Anh trai nói gì vài câu với dạ con dịch vào cô chú tiếp nữa. Dạ thì đến với chương trình hôm nay thì con nghĩ là cũng có duyên với cô chú, tại vì thứ nhất là con cũng ở Dĩ An nữa. Con thì làm giờ hành chính thôi, thứ bảy thứ sáu thôi. Thứ hai thứ sáu rồi bạn nhật nghỉ, thì nếu có thời gian thì con cũng bỏ nhiều thời gian để hẹn hò bé như thế nào, thử xem nếu mà gia đình cảm thấy con phù hợp thì tạo điều kiện, tạo điều kiện cho con. Dạ là kỹ sư hết, có thể hiểu nhau rất là nhiều ha. Bây giờ mở vào bắt đầu đi em. Đến với chương trình thì anh có
một cái chú gấu tặng cho em. Tức là mỗi lúc em nhìn thấy nó là tức là nhìn thấy anh vậy đó. Anh là con gấu của em. Dạ, con gấu em. Đến với chương trình thì em cũng có món quà tặng anh. Thứ nhất là một kiện chấm thiệp do tay em tự làm. Đây là một món quà về một chiếc cốc xinh xắn. Thì em mong là anh sẽ giữ gìn sức khỏe bằng cách uống nước mỗi ngày. Anh cảm ơn em nhiều nha. Nè, mình khoe với mọi người đó. Rất là đẹp mọi người ơi. Nãy giờ nói chuyện em, mở vào em thấy anh sao? Cũng khá giống cái những suy nghĩ mong đợi của em. Anh cảm ơn em. Anh thấy em như thế nào ạ? Anh thấy em thì cũng dễ thương á. Biết được em và với anh thì anh cũng thích, cũng dễ tiện, ví dụ hẹn hò thì nó cũng tiện, đi chút xíu à, ngày gặp như cũng được. Thường ta từng gặp lần hai lần á, mà ngày gặp như cũng được. Đã chủ động cái gì vụ đó. Anh có ngại không khi mà quen một người chưa có công ăn việc làm ổn định như em? Đâu, đâu gì đâu, thì hồi xưa anh sinh viên anh cũng đâu có việc làm đâu, thì ra trường rồi nó có việc làm rồi mình tìm hiểu công việc của mình như thế nào, rồi cái khả năng của mình như thế nào, rồi xong rồi mình đi hướng nào, đầu tiên đi hướng nào trước, rồi mình cái ngành mình học là cái gì á, rồi mình đi theo hướng đó thôi, từ từ không có kinh nghiệm từ từ sẽ có kinh nghiệm rồi đi làm thôi. Nếu mà em chưa có việc làm thì lấy nhau thì anh nuôi em được mà, đâu có gì đâu. Trời ơi. Mà giờ nè, Lâm ở trọ đúng không? Dạ. Nhà em gái thì có gia đình ở sát bên luôn. Không biết Lâm có thể ở rể được không Lâm? Con thì không sao, chỗ nào mà bạn nữ thấy hạnh phúc thì con sẽ ở đó thôi. Hay quá. Vậy nhà trai thấy ổn hơn à? Giống tôi nữa, tôi cũng hai đứa. Dự định của em là khi nào lập gia đình? Dự định của em thì khoảng 2-3 năm nữa. Dạ. Dạ được rồi đó. Là đúng thời điểm con TikTok luôn á chú. hai năm anh thấy cũng ổn quá. Ừ. Thì thôi, nhưng mà có cái là nó qua 30 tuổi thì để con không tốt. Cái đó em nghĩ là nó không phụ thuộc gì mấy đâu. Người ta qua 30 tuổi sanh con nó tốt là cái cơ thể người phụ nữ. Dạ. Hiểu chưa anh? Thế còn anh là đàn ông thì sao cũng được. Sợ lớn yếu. Trời, mới có chút xíu mà sợ yếu. Là qua 30 là yếu. Sợ gì thầy thôi, nhưng mà chắc cũng không đến nổi đâu. Em trai bước tới nắm tay em gái đi. Đó, hát một câu hát gì đó, giao lưu âm nhạc gì đó. Em có một bài hát dở lắm. Anh nắm tay em xíu nha. Người yêu ơi con đi, anh đã yêu em rất nhiều, chẳng có những lý lẽ để nói nên câu tình yêu. Làm như không quan tâm, nhưng anh thật sự nhớ em. Muốn đưa cho trẻ, mỗi khi đông về, anh muốn nói yêu em rất nhiều. Được mà, Lâm hát hay á. Anh hy vọng là qua chương trình em sẽ giống mình sẽ có biết nhau nhiều hơn thì cũng còn với nhau á, thì hẹn đi trà sữa sát bên. Em muốn giường này giường nào thì anh đi giường đó với em. Dạ. Em tới đây thì em cũng có một bài hát để tặng với anh ạ. Dạ, em hát một đoạn được khúc nhỏ. Nắm tay luôn á. Yêu nhau từ miệng tôi, mình nói với nhau ba điều dài. Ngày mai nắng lên, bình minh sẽ tới, tay nắm tay chẳng cách rời, để những ước mơ từ giờ bay mãi xa, tay nắm tay về muôn nơi. Cảm ơn em đã hát nha. Rồi mình bấm cái tối mình hẹn uống trà sữa luôn. Chúng ta suy nghĩ thật kỹ, đã đến lúc mình lắng lòng lại, con tim mình có thật sự rung động chưa? 1, 2, 3. Hết thời gian. Bây giờ chính thức các bạn đang hẹn hò với nhau, ngay từ bây giờ đừng mơ ăn nữa nhé. Dạ, giờ có người ảo tưởng không, giờ con nghĩ từng cái thôi. Đúng rồi, được nha. Xíu chú cho con xuống thoại nha. Ừ, nhớ mai báo chú nha. Dạ.
chúc hai đứa hạnh phúc nha. Dạ, cảm ơn chú, cảm ơn chị. Vâng. Bây giờ là những phần quà dành cho các bạn. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Phước được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng Hẹn Hò Sweet Couple với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Chúc mừng hai bạn. Những cặp đôi như thế tôi luôn luôn nhớ mà khán giả cũng rất là nhớ. Vậy chúng ta cùng nhau chúc phúc cho họ để họ có một cái mối tình hạnh phúc trọn vẹn mãi mãi luôn quý vị nhé. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời. Vui vẻ, hiền lành, hòa đồng trong công việc, không biết hút thuốc, không đủ bia, cà vạt. Em có quen bạn cùng ngành luôn nhưng mà khác lớp. Hai đứa cũng rất là hợp nhưng mà sau đó thì từ chính thất lại thành thứ thất. Cái trò tình hả? Dạ đúng rồi ạ. Bây giờ có cái điều gì không thích ở phụ nữ? Không như không lằng nhằng. À, cái đó em không có đâu anh ơi. Trời ơi ngọt. Em quen ai là em chung thủy đó. Anh cũng hy vọng là vậy em ơi. Trời, ông hớn hở lắm rồi. Muốn mở rào lắm rồi phải không? Muốn lắm đúng không? Mày là đem ưu phiền gì cho mẹ nè. Em nóng tính, em thường hay làm gì cho em? À dạ. Đúng người. Dạ không. Em nóng tính em hay cắn lắm anh. Đó hay cắn thôi. Dạ vâng. Mời nhà trai. Rồi ngồi đi em trai. Mời nhà gái. Bây giờ thì mời anh trai giới thiệu về mình. Trước hết thì con chào chú Quỳnh Linh và chào chị Ngọc Lan. Em tên là Lê Thành Tâm. Hiện tại em đang làm tại bệnh viện Học Thạch, làm điều dưỡng. Quê em ở Tiền Giang, hiện tại sinh sống làm việc tại Sài Gòn. À, Tiền Giang là huyện nào Tâm? Dạ, huyện Chợ Gạo. À, Chợ Gạo trồng ớt không đúng không? Dạ, trồng thanh long không. Thanh long với ớt không? Thì Chợ Gạo mà không có trồng gạo, trồng thanh long với ớt không à. Thôi, mời nhà gái. Trước tiên em chào chương trình ạ. Em chào chị Ngọc Lan và chú Quỳnh Linh và anh chàng bên cạnh ạ. Em xin giới thiệu em đang là Nguyễn Thị Cẩm Trinh, năm nay 27 tuổi. Hiện tại thì em làm điều dưỡng khoa lọc thận tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức. Quê quán của em hiện tại thì đang ở Phú Yên. Hiện tại em đang sinh sống tại Gò Vấp ạ. Hay quá, hôm nay hai bạn đều là điều dưỡng hết. Những người mà thật sự tôi rất là ngưỡng mộ luôn nha. Bởi vì những con người này rất là tuyệt vời luôn á. Dạ đúng rồi, công việc rất là khó. Rất là cực khổ, vất vả mà các bạn hy sinh cả cái tuổi thanh xuân của mình để lo cho những bệnh nhân như thế. Mà lo cả đời luôn rồi đó. Rồi bây giờ thì mình nói luôn về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em thì hiền, ngoan, vui vẻ với người thân, còn hơi cảm tính với người lạ và biết cách chăm sóc gia đình, biết nấu ăn, đặc biệt là nấu những món ăn vị miền Trung. Còn nhược điểm của em thì là có ít nói, hơi khó chịu và hơi kén chọn trong tình yêu ạ. À. Tâm sao Tâm? Ưu điểm, khuyết điểm của Tâm thế nào? Còn ưu điểm là vui vẻ, hiền lành, hòa đồng trong công việc, không biết hút thuốc, uống rượu bia, cà vạt. Bên kia có hơi nóng chút xíu, bên này rất là nhẹ nhàng, bù trừ cho nhau được á. Có khuyết điểm là rụt rè và nhút nhát trước đám đông, này run mà sợ nữa. À, nãy giờ có run không? Dạ có. Mà làm điều dưỡng mấy năm rồi Tâm? Dạ con làm cũng 5 năm. 5 năm? Dạ. Còn bên nhà gái làm điều dưỡng mấy năm? Dạ, cũng làm được 4 năm rồi chú. Thâm niên bằng nhau. Làm điều dưỡng hơi gầy chút xíu vậy Nam. Chắc lo chăm sóc người khác quá hả? Dạ. Ủa bộ ốm dữ lắm hả trời? Hơi gầy thôi chứ không phải ốm. Tôi gò mò ghê, tôi muốn qua tôi nói. Ăn uống thiếu thốn chút xíu. Dạ. Lo chăm sóc bệnh nhân không hả? Không có thiếu, tại vì ăn hoài mà không.
Không mập hả? Dạ. Đường tình duyên sao nè? Dạ, đường tình duyên của con thì có một mối tình. Hồi đó còn sinh viên thì lo chú tâm đi học, không yêu. Để tới chừng ấy rồi quên luôn, quên dần luôn. Bao lâu mà quên dần luôn? Dạ, tụi con quen cũng được một năm rưỡi. Năm rưỡi hả? Dạ. Tự nhiên cứ quên dần luôn vậy đó hả? Dạ. Sao cái cuộc tình gì mà ngộ vậy ta? Từ từ quên dần rồi thôi luôn. Những mối tình không có lời chia tay. Thôi vậy thì cũng không có vấn đề gì hết, cũng không có gì lăn tăn. Bây giờ bạn nữ của mình tình duyên là như thế nào? Còn mối tình đáng nhớ nhất của em là thời sinh viên. Thì em có quen bạn cùng ngành luôn, nhưng mà khác lớp. Hai đứa cũng rất là hợp, nhưng mà sau đó thì sau đó từ chính thất lại thành thứ thất. Có trà xanh hả? Dạ đúng rồi ạ. thì em vẫn rất tin tưởng bạn đó là chắc là không phải đâu, nhưng mà khi mà em biết là em biết qua lớp trưởng của lớp em, nên vậy em quyết định em dừng lại. Sau cái mối tình thứ nhất đó nó sâu đậm quá thì những mối tình sau thì em lại kén chọn hơn. Không sao, mình tổn thương nhưng mà vết thương nào rồi cũng lành, sẽ có người chữa lành vết thương cho em. Bây giờ thì mình muốn đi tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Biết quan tâm gia đình, hiểu chuyện, cao ráo, tự tin, có một chút tính vui vẻ. Để mỗi lần em mà áp lực công việc quá em hay quạo thì bạn nam nó vui vẻ một tí thì bạn nó sẽ lắm. Dạ, nó vui sẽ hoạt động hơn. Bạn này cao thì chưa, không cao lắm nhưng ráo thì có, giống như gầy gầy vậy đó. Em nóng tính, em thường hay làm gì với em? À dạ. Đúng người. Dạ không, em nóng tính, em hay cắn lắm à. Đó, hay cắn lắm thôi. Dạ vâng. Bên kia mà cắn chắc bên đây nát quá. Mình nói chắc sẽ quánh không à. Dạ. Mẻ răng đó. Trời ơi. Đi đâu để tôi qua tôi coi coi nhà trai ra làm sao. Đó, coi đi. Ủa rồi. Dạ, chào chị Ngọc Lan. Ốm thiệt. Nhìn nó rau ráo lắm à. Ốm nhưng mà khỏe không? Dạ khỏe. Nghe không? Chưa thấy ốm quá trời đất xương không à. Dạ tại cơ địa của mỗi người đó, chị. Anh ơi, bên này còn lắm, anh ảnh nổi không anh? Cũng ráng ảnh. Chưa chắc nha, nhỏ nhỏ chứ có vỏ đó. Không có được rồi đâu. Bây giờ mẫu hình lý tưởng thế nào nói cho bà mối biết đi. Vui vẻ, hiền lành, là người phụ nữ của gia đình. Để kính trên nhìn dưới, lễ phép trong bà cha mẹ. Cô kia có hơi nóng nóng chút, sợ không? Cổ dạ, mà nóng thì con nguội. Dám nóng như người ta không? Như nóng nóng là bên kia đâu. Xương. Dạ. Dễ thương quá, nói một cái câu kệ nóng thì con nguội. Nó trong gia đình là phải có người người nóng, người nhịn. Người miền Tây dễ thương vô cùng. Chỉ trừ bên đó thôi. Bây giờ có cái điều gì không thích ở phụ nữ? Phụ nữ không với người lớn. Không với không lăng nhăng. À, cái đó em không có đâu anh ơi. Trời ơi ngọt. Em quen ai là em chung thủy đó. Anh cũng hy vọng là vậy em ơi. Phụ nữ mà hổn với lăng nhăng thì còn gì nữa trời. Với đừng càm ràm quá nha em. À càm ràm thì em không có. Anh nguội mà không sao đâu. Nên là bên đó nhiều khi áp lực cái công việc, áp lực với người khác không trút được á. Cho nên là đôi khi về nhà là sẽ trút lên em. Chắc chắn là có càm ràm một chút. Giờ mỗi lần hẹn nhau đi chơi cho người ta bao nhiêu thời gian để người ta trang điểm? Tiếng. Trời, trong một tiếng luôn hả? Quá trời hào phóng rồi. Cho tiếng ít đó. Cái đó là cho, còn ví dụ như bắt buộc phải chờ thì nó khác. Có người ta mần 2 tiếng rồi. 2 tiếng gì? Bên kìa. Sang nào 2 tiếng hồi trang điểm á. Ví dụ là 2 tiếng được không? Dạ được, đợi chút có sao. Lúc đó mình vô mình chơi với phụ huynh. Mình chờ bạn gái đi chơi, mình vô mình chơi với phụ huynh luôn. Dạ. Bây giờ chúng ta gặp người thân đi nè. Đi với ai? Dạ hôm nay em đi với chị em và anh em. Dạ chào chị, chào anh. Anh ruột kia đó hả? Dạ anh rể. Em xin chào anh Đường Linh và chào chị Ngọc Lan. Tâm ơi, theo anh thấy thì bạn nữ bên này cũng dễ thương. Hầu như là cũng có nhiều cái ưu điểm mà em cũng muốn tìm một cái mẫu người như vậy. Anh thấy hai em cũng rất là hợp. Cũng mong là sau cái chương trình này hai em có thể cho nhau một cái cơ hội. Và anh mong là hai em sẽ cùng nắm tay nhau đi đến trọn đời được. Dạ em cảm ơn anh. Anh rể mà hai người đồng màu đồng chất quá hả? Em đi với ai? Dạ em đi với chị gái và bạn thân ạ. Em chào chị Ngọc Lan, em chào con chào chú. Hôm nay đến với chương trình thì em muốn nhắn gửi đến em gái của em là em thấy bạn nam bên này cũng hiền, cũng dễ thương. Đến đây gặp nhau là cái duyên rồi. Em gái em rất là thích người miền Nam con này.
mà nó ở Tiền Giang thì cũng gần đây á, thì cũng kiểu là cái duyên rồi, nên là hai bạn cố gắng cho nhau một cơ hội để tìm hiểu, rồi biết đâu được biết đâu được có một cái kết vui ạ. Dạ em cảm ơn chị. Anh bên cạnh ơi, cho em hỏi là ví dụ như mình làm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch mình làm khoa nào ạ? Làm khoa cấp cứu bạn ơi. Ví dụ như mà anh có trực đêm á, mà em cũng trực đêm nữa, rồi sau này mà con thì ai chăm à? Thì bà ngoại bà nội trời. Nhà nội được không ạ? Bởi nhà được, nội em gái về nhà nội cũng được em. Trời, ông hớn hở lắm rồi, muốn mở rào lắm rồi phải không? Muốn lắm đúng không? Mày là đem ưu phiền về cho mẹ nè. Mang tiền về cho vợ, mang ưu phiền về cho mẹ nè. Thôi bây giờ chúng ta mở rào đi, chứ thấy bạn nam là có vẻ rất là hớn hở và mong mở rào để gặp bạn nữ lắm rồi. Mở rào. Chào em. Chào. Anh đến với chương trình có một con heo tặng em và một bánh tấm thiệp. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Mở thiệp nào đọc luôn không? Dạ được. Giờ ý sao tự nhiên gặp anh tặng con heo? Dạ, cái con heo là em tưởng con heo nữa. Bạn mỗi tối thì ngủ thấy em. Dạ em cũng tuổi con heo, em cũng mê heo dữ lắm. Em ơi, nắng ấm xa rồi, đông sang gió lạnh, anh cần em thôi. Em tự vô ra mà. Dạ, đây em cũng có món quà em tặng anh là sen đá. Ý nghĩa của món quà này thì là sen đá rất là khó chăm, mà khi đã biết cách chăm á, thì sen đá màu hoa rất đẹp, cũng như tình yêu cũng vậy. Nếu như mà mình biết cách chăm trong tình yêu thì tình yêu sẽ thăng hoa và nở hoa nhiều hơn ạ. Dạ, 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 có anh. Dạ. Em có. Mở rào ra em thấy làm sao? Thấy anh ốm hơn em tưởng tượng. Anh thấy em sao? Thấy em dễ thương. À, dạ, vui cảm ơn anh ạ. À. Khi mà quen nhau, lấy nhau rồi, tiền bạc ai quản lý ạ? À? Em quản lý cũng được. À. Em quản lý. Cái đó được đúng không? Anh dạ, này được. Cái gì anh cũng chịu hết trơn á. Bây giờ anh chỉ chờ bấm nút thôi. Bây giờ đó Tâm. Dạ. Tiến tới nắm tay bạn gái, giao lưu cảm xúc chút xíu, rồi mình nhìn thẳng mắt bạn gái mình, trong người mình sao đó mình nói đi. Đến cái chương trình hôm nay á, thì anh đang hy vọng là em cho anh một cơ hội. Dạ. Để tìm hiểu, nếu được á thì tiến xa hơn. Cũng thấy tim cơ hội à. Em gặp anh em cũng run, nhưng mà mỗi lần em run á thì tay em hơi rơi mồ hôi á. Anh có ngại tay của con gái rơi mồ hôi không? Không, không có sao. Em sợ anh nắm anh thấy ướt quá rồi anh lại bông ra đó. Đây này để chị chỉ cho, ví dụ tay bạn gái rơi hôi lấy một chai, một chai mùi chùi. Đó hiện tại thì không có. Nhưng mà tôi cũng tin Tâm có sức khỏe. Đâu ẩm thử đúng bạn rồi. Gái nó nổi không? Giờ ẩm nổi tôi mới gả. Ẩm nổi tôi mới được chứ không thấy tình hình nó yếu ớt quá. Vậy giờ vợ tới giờ đi đẻ rồi ẩm vợ đi đẻ. Ờ đâu thử cái coi nào. Ẩm đi thử hỗ trợ cho. Chị hỗ trợ ẩm ngang đúng không? Đúng rồi. Trời ơi. Nổi không? Quay vòng. Nổi không Tâm? Nổi chứ. Ổn định không? Ổn định không? Ổn định không? Ẩm đi đẻ đâu. Rồi. Hiện tại thì ở hàng năm thôi, chứ đi đẻ là hàng bảy đừng nữa. Nổi không? Rồi được rồi, về ghế đi các bạn. Rồi các bạn thích thì các bạn bấm luôn, không cần phải đếm gì cả. Bấm rồi đó. Bấm luôn rồi. Bài chính thức hẹn hò nhau rồi đó. Rồi thôi bây giờ mình tặng quà cho các bạn đi. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Sản phẩm cốt hủ tiếu của công ty Quốc Việt Phước được sản xuất theo tiêu chuẩn FDA, giúp cho món ăn thơm ngon, tròn vị và tiện lợi hơn trong quá trình chế biến. Sản phẩm không có MSG và không dùng chất bảo quản. Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát tặng mỗi bạn một voucher mua nhà trị giá 10 triệu đồng. Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống. Đặc biệt, Tập đoàn Bất Động Sản Hưng Lộc Phát cũng dành tặng thêm voucher trị giá 100 triệu đồng nếu hai bạn tiến đến hôn nhân. Chúc các bạn sớm về chung một nhà và sở hữu một tổ ấm yêu thương cho mình. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép.
Nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép, hân hạnh tài trợ phần quà giá trị 20 triệu đồng nếu hai bạn chính thức trở thành vợ chồng từ chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói premium của ứng dụng hẹn hò Sweet Couple với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Sen đá, hãy nuôi nó. Tình yêu của bạn cũng như cái bông sen đá này nó vững vàng hơn trong dòng bão. Cùng nhau để chăm sóc mối tình này nha. Chúc các bạn hạnh phúc. Thưa quý vị, chúng ta đã theo dõi hai câu chuyện ngày hôm nay. Câu chuyện đầu tiên và câu chuyện thứ hai với những màu sắc khác nhau. Với hy vọng rằng tất cả các bạn đó sẽ sớm thông báo tin vui cho chúng tôi. Rất vui, rất hạnh phúc của chúng tôi nhận được tin vui là hai bạn đã đăng ký kết hôn. Và quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 thứ bảy và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7. Mời quý khán giả tải và cài đặt ứng dụng Net Club để xem được chương trình sớm và đầy đủ nhất. Xin được cảm ơn tập đoàn bất động sản Hưng Lộc Phát, Hưng Lộc Phát kiến tạo giá trị cuộc sống, và nhãn hàng thép Vina QA, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép đã đồng tài trợ cho chương trình. Bây giờ thì Quyền Linh, Ngọc Lan xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Hai, ba. Hết thời gian. Em tên là Trần Việt Hà, em đến từ Bình Dương, em sinh năm 2000. Hiện tại em đang là sinh viên năm cuối của ngành giáo dục tiểu học tại trường Đại học Hồng Bàng 1. Cảm xúc của em cảm thấy rất là hồi hộp, lo lắng. Mình hy vọng là bạn nam đó phải là một người trưởng thành, trưởng trạc, có ngoại hình ưu nhìn và cũng có khiếu hài hước à. Con có ưu điểm đó là con tự nhận mình là có tính tự lập khá là cao, có ý chí cầu tiến cho công việc, có trách nhiệm những hành động và lời nói của mình. Đôi khi bị hoang tưởng chứ. Hoang tưởng sao? Hoang tưởng nặng hay nhẹ? Tức là hoang tưởng ví dụ là con đi đâu á, con đi công ty hoặc lại đi đâu trên đề khá thôi, tức là gặp một bạn nữ mình nhìn con tưởng mình nó thích con, tưởng đâu nặng lắm mới sợ thôi, còn ở đó thường thôi. Xin chào người đàn ông hoang tưởng. Dạ chào chị. Hồi đó giờ là mình tưởng mấy lần rồi? Dạ cũng nhiều rồi. Tưởng nhiều rồi đó hả? Dạ từ hồi em còn học cấp 3, cô giáo nhìn em tưởng cô giáo thích em luôn. Khi nhìn vào một bạn nam thì mình sẽ ấn tượng nhất là bạn đó cao to và khỏe mạnh. Quan điểm về tình yêu của mình thì gồm mình quan trọng 3 yếu tố. Thứ nhất là sự tôn trọng, thứ hai là sự tin tưởng và thứ ba là sự chung thủy. Tiêu chí quan trọng của con thì về quan trọng về tuổi tác trước ạ. Tuổi tác sao? Là 93 hoặc 98 ạ. Đây 93 ngon lành. Không gia trưởng. Nhà con không gia trưởng nhìn mà con hiền khô à. Ừ, hay tưởng tượng vậy là không có gia trưởng đâu. Trưởng thành và trưởng trạc ạ. Tôi hơi lâu lâu ảo tưởng chút thôi. Xin chào chương trình, tôi tên là Trần Trọng Ánh, dưới Bình Dương. Hiện nay tôi đã về hưu, tôi là cha của cháu Trần Thị Việt Hà. Con tôi thì là một người con gái là ngoan hiền, chịu khó học tập và có chí phấn đấu. Tôi mong muốn có một chàng rể coi như là có chí tiến thủ, coi như là chịu khó, có muốn phấn đấu để làm giàu chính đáng cho bản thân và gia đình. Bên đây cũng là một cái chương trình để tạo một cái cơ hội, thì cũng hy vọng đây là một cái duyên để cho hai con coi như là tạo cơ hội cho nhau để tìm hiểu. Chào mọi người, mình tên là Huỳnh Văn Lâm, hiện tại mình 29 tuổi, mình quê ở Ninh Thuận và đang sinh sống tại biển Bình Dương. Thì hôm nay thì mình rất là hào hứng đến với chương trình tham gia, mình cũng tò mò là bạn nữ sẽ trông như thế nào, cho nên là mình cũng rất hứng thú. Mình hy vọng là chương trình sẽ ghép đôi cho mình với một bạn nữ, là đầu tiên là về cái độ hình thì có chiều cao tầm 1m56, dung size cũng trừ 2cm. Và có một nụ cười duyên thì rất là vui, còn nếu không có thì không sao. Dạ, còn về tính cách thì con thích có hai dạng, một là vô cùng ngây thơ, còn hai là vô cùng có nhiều kinh nghiệm. Mình thứ nhận của chương trình thì tới thì hiện tại bây giờ nhập thân thì thứ nhất là cái môi trường làm việc của mình là chủ yếu là nam, tại mình học bên cơ khí á, cho nên là với lại là có khi là duyên chưa tới, và nhiều khi là mình cũng có không có biết cách nói chuyện với nữ thương thuyết phục quá, cho nên là ế bây giờ. Nếu mình tham gia chương trình này, nếu mà may mắn thì có duyên với nhau thì mình nghĩ là mình sẽ thuyết phục bạn nữ tầm độ 1 năm nữa sẽ lấy làm vợ.
mình thì không có cất khiếu để thuyết phục bạn nữ cho lắm. Mình chỉ về trình khả năng mình tầm 50% thôi, còn số còn lại thì phụ thuộc vào cái cách ứng xử của mình như thế nào và cách và cái bề ngoài của mình như thế nào, bạn có phải đã đúng gu bạn nữ hay không. Thực sự nếu mà không đúng gu bạn nữ thì mình cố gắng cách mấy thì mình nghĩ là chắc cũng không được. Hôm nay thì mình có một món quà rất dễ thương, đó là một chú gấu. Chú gấu đây là chú gấu này, mình hy vọng là mình sẽ tặng bạn nữ này. Thì chú gấu này sẽ mỗi lần bạn nữ về nhà thì khi mà nhìn chú gấu này thì sẽ nghĩ đến mình là chú con gấu của bạn nữ. Có nghĩa là mình tặng cho bạn nữ con gấu này, tức là bạn nữ đã có gấu rồi. Đến với chương trình thì anh có một cái chú gấu tặng cho em, tức là mỗi lúc em nhìn thấy nó là tức là nhìn thấy anh vậy đó. Anh là con gấu của em. Mình có một số lời nhắn nhủ bạn nữ là mình chúc, đầu tiên mình chúc bạn nữ luôn đầy đủ sức khỏe, cái kỳ đợt Covid này nhanh chóng vượt qua, gia đình thuận lợi bình an, và đặc biệt là chúng mình sẽ có gì với nhau. Người yêu ơi con biết anh đã yêu em rất nhiều, chẳng có những lý lẽ để nói lên câu tình yêu. Làm như không quan tâm, nhưng anh thật sự nhớ em. Muốn đưa cho trẻ, mỗi khi đông về, anh muốn nói yêu em rất nhiều. Chào chương trình, thì hôm nay thì đến với chương trình Đại Quốc Hẹn Hò thì mình đã tìm được một bạn nữ cũng thật sự là cũng mình thích đó, với lại cũng thích gần nhà, mà cũng như là cũng có một cái cảm nhận rung động trong khi xem mặt đó, cho nên mình rất là vui chương trình và ân ý với bạn nữ. Dự định của em là khi nào lập gia đình? Dự định của em á thì khoảng 2-3 năm nữa. Dạ. Là được rồi đó. Là đúng thời điểm con TikTok luôn á chứ. 2 năm anh thấy cũng ổn quá. Thì nhưng mà có cái là nó qua 30 tuổi thì để con không tốt. Cái đó em nghĩ là nó không phụ thuộc gì mấy đâu. Người ta qua 30 tuổi sanh con nó tốt là cái cơ thể người phụ nữ. À dạ 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 dạ. Hiểu chưa anh? Thế còn anh là đàn ông thì sao cũng được. Sợ lớn yếu. Trời, mới có chút xíu mà nó sợ yếu. Cảm xúc sau khi ghi hình thì mình cảm thấy rất là vui khi mà kiếm được người bạn trai cũng ưng ý. Dạ, em cảm thấy anh hát rất là truyền cảm à. Anh chiếm hơn 80% hình mẫu lý tưởng của mình à. Thông qua chương trình này thì mình muốn nhắn nhủ với một số bạn, thì nếu ai còn độc thân thì cũng đăng ký chương trình. Thì mình thì đầu tiên mình cũng rất ngại đăng ký tham gia, nhưng sau thời gian thì mình cũng suy nghĩ thì cũng đăng ký, và rất may mắn thì cũng đã tìm được một bạn nữ rất là vui. Rồi các bạn thích thì các bạn bấm luôn, không cần phải đếm gì cả. Bấm rồi đó. Bấm luôn rồi. Bài chính thức là ngò nhau đó. Xin chào chương trình, mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Trinh, sinh năm 1995. Hiện tại mình đang làm việc và sinh sống tại Gò Vấp. Mình đang làm điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Đức 3. Hôm nay mình đến với hình cảm xúc mình vui, hồi hộp. Mình có một phần nào đó là nhìn vào vợ nam mình sẽ nhìn vào cặp mắt ạ. Tính cách là vui vẻ, cao ráo, tự tin, kinh trên nhiều dưới, sống biết phấn đấu trong cuộc sống lẫn công việc ạ. Ưu điểm là vui vẻ, hiền lành, hòa đồng trong công việc, không biết hút thuốc, uống rượu bia, cờ bạc. Cảm xúc của người thân mình là muốn mình có bồ sớm và mau chóng lấy chồng. Hôm nay mình tới với hình, mình có chuẩn bị một món quà cho bạn nam, đó là một chậu sen đá. Nó có ý nghĩa là sen đá rất là khó chăm, mà trong tình yêu cũng vậy, không chăm thì tình yêu sẽ tan vỡ, nên vậy cần phải hai đứa phải đông đầy thì tình yêu nó mới thăng hoa được. Đây em cũng có món quà em tặng anh là sen đá,
ý nghĩa của món quà này thì là sen đá rất là khó chăm, mà khi đã biết cách chăm thì sen đá nở hoa rất đẹp, cũng như tình yêu cũng vậy. Nếu như mà mình biết cách chăm trong tình yêu thì tình yêu sẽ thăng hoa và nở hoa nhiều hơn ạ. Dạ, dạ, xin chào chương trình, mình tên là Nguyễn Thị Cẩm Trang, là chị gái của Bích Trinh. Hôm nay mình đến với chương trình đi theo cổ vũ động viên cho Mỹ. Theo với tính cách của Trinh ấy, thì tính Trinh hơi bị trẻ con, thì mình nghĩ là nên gặp một bạn nam chững chạc này, tự tin, biết sống, thì được mà, mình chỉ cần vậy thôi. Tôi tên là Lê Thành Tam, nhưng tôi sinh năm 1985, hiện nghiệp là làm điều dưỡng tại bệnh viện Thành Lập. Đến chương trình hôm nay thì tôi rất là vui, rất là mong chờ được gặp con Mỹ, tính tình như mẹ. Ưu điểm của em thì hiền, ngoan, vui vẻ với người thân, còn hơi trầm tính với người lạ, và biết cách chăm sóc gia đình, biết nấu ăn, đặc biệt là nấu những món ăn vị miền Trung. Còn nhược điểm của em thì là có ít nói, hơi khó chịu và hơi kén chọn trong tình yêu ạ. Một cái nhỏ là đơn giản là lễ tết với hàng quán, có công việc làm ổn định. Đến đây đến chương trình là có duyên gặp nhau, để cho một cơ hội để tìm hiểu, nếu được thì hãy tiến tới. Em chuẩn bị quà cho bạn nữ là một con heo, ý nghĩa là một con heo đó là một tổ của em, mà bạn nữ cầm hãy nhớ tới em. Em ơi, tháng ấm xa rồi, đông sang gió lạnh, anh cần em thôi, em tự vui ra mà. Cảm xúc của mình rất là vui khi được đến tham gia chương trình và được gặp bạn nữ. Bạn nữ rất là vui vẻ và dễ thương, quá trong sức tưởng tượng. Anh bên cạnh ơi, cho em hỏi là ví dụ như mình làm bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, mình làm khoa nào ạ? Làm khoa cấp cứu bạn ơi. Ví dụ như mà anh có trực đêm á, mà em cũng trực đêm nữa, rồi sau này mà con thì ai chăm à? Thì bà ngoại bà nội trực. Nhà nội được không ạ? Bởi nhà nội em gửi về nhà nội cũng được em. Ông hớn hở lắm nè, muốn mở rào lắm rồi phải không? Muốn lắm phải không? Mày là đem ưu phiền về cho mẹ nè. Cảm xúc của mình thì là bạn nam khá là hiền so với tưởng tượng của mình, và hơi ốm nha, có thể mà bỏ được. Mình rất là vui vì đã đồng ý với nắm tay ra về, cho nhau một cơ hội để mà tiến xa hơn trong quá trình tương lai. Còn hiện tại thì mình cứ nắm tay về đã, tương lai thì sao thì hai đứa sẽ tính tiếp. Mong muốn của em bạn đô cao thì chỉ được 40% của em thôi, nhưng mà được cái bù lại tính cách của bạn rất là ok luôn. Nhưng mà tôi cũng tin Tâm có sức khỏe, đâu ẩm thử đúng bạn rồi. Gái nó nổi không? Giờ ẩm nổi tôi mới gả. Ẩm nổi tôi mới được chứ không thấy tình hình nó yếu ớt quá. Trời ơi, nổi không? Quay vòng nổi không Tâm? Nổi chứ. Ổn định không? Ẩm đi đẻ đâu không? Rồi. Hiện tại thì ở hàng năm thôi, chứ đi đẻ là hàng 7 đường nữa. Nổi không? Chiều cao cân nặng thì mình có thể bồi bổ được, chứ còn mà tính cách thì không thể nào bồi bổ lại được. Nhắn nhủ những bạn đang nghe muốn tham gia chương trình, hãy đăng ký tham gia chương trình. Như mình cũng mấy lần đăng ký. Chương trình đã cho mình một cái duyên để gặp nhau rồi, thì cái phận thì do tụi mình thôi, nên vậy mấy bạn cứ mạnh dạn mà cho nhau một cái phận, cái nợ để mà đến với nhau. Cô ơi, em có việc em về xíu, xong rồi em ngủ rồi em dậy ra em làm. Rồi đó, đang đi làm xong xin dùm bộ xuống nhà có chuyện về là leo giường ngủ. Ngủ một chút qua làm tiếp. Em nằm còn nửa tiếng là em tỉnh rồi em ra. Chị nào con chó nó dậy là em dậy. Sao vậy chị? À khó nói em ơi, khó nói cái đình lời. Cái anh này hồi đó anh làm cầu thủ ở Nha Trang phải không em? Em ngày xưa em thi đấu ở Nha Trang 5 năm. Fan nữ nhiều lắm không? Em đi. Em rát gái mà. Thì em nhát thôi, nhưng mà tao đâu có nhát em. Em cũng không biết là tại sao, nhưng mà em đi ra đường thì con gái cũng thích mà, đời con trai thích em. Chị tư vậy con. Rồi, mời bạn ngồi. Mời bạn nữ. Rồi. Rồi, mời em gái ngồi. Mời
Bạn giới thiệu về mình đi. Em xin gửi lời hỏi thăm anh Quyền Linh, chị Cát Tường xinh đẹp cùng quý vị khán giả ở trên khán đài, cùng với cô bé ở bên kia lời chúc sức khỏe và lời chào thân trọng nhất. Em là Trử Văn Sơn, là con cháu của Trử Đồng Tử. Năm nay em 35 tuổi. Hiện tại em đang công tác ở trung tâm huấn luyện và đào tạo bóng đá trẻ của Sao Mai. Em cũng là giám đốc và quản lý các bạn nhỏ ở trung tâm. Chào chút xíu tôi chụp tấm hình làm kỷ niệm nha. Anh Linh là thần tượng của em mà. Hả? Anh là thần tượng của em mà. Em cảm ơn em, nhưng mà mái tóc tôi cũng là thần tượng của anh. Dạ, đây là một cái style của em, là em cũng để khoảng 4 năm rồi. Đẹp quá. Em cảm ơn anh. Em ơi, nhưng mà hiện tại hiện giờ là em nói em đang sống ở đâu bên đây bạn? Dạ, hiện tại thì em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh, ở Thủ Đức. Rồi, bây giờ mình nghe bạn gái giới thiệu nha. Rồi, mời em gái. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh. Chào và em. Tất cả quý khán giả. Em tên là Ngô Lê Túc Uyên. Hiện tại em đang làm kế toán ở trường học tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Wow, anh chào em, anh cũng ở thi đấu ở Khánh Hòa 5 năm. Ủa là em từ ngoài Khánh Hòa vô đây luôn á hả em? Dạ, em vô hôm qua. Quay chương trình xong rồi ra lại. Dạ, đúng rồi chị. Dạ, cũng cực và vất vả quá ha. Nãy bạn trai giới thiệu gì bà con của Trử Đồng Tử hả? Em là con cháu của Trử Đồng Tử. Hôm nay em đi thì em nghĩ là sẽ gặp một nàng công chúa tiên dung. Ủa em tên họ gì, em đọc là họ? Em là Trử Văn Sơn. Trử Văn Sơn à. Dạ. Rồi bạn gái cho tôi biết được những cái khuyết điểm và những ưu điểm của bạn đi. Theo mọi người nhận xét thì em là một cô gái tự lập, hòa đồng, hay cười và rất là hiểu chuyện. Mình có nhược điểm gì không? Dạ, nhược điểm thì em rất là thích ngủ, em ngủ rất là nhiều, rất là hay quên và em lười xếp quần áo. Hay ngủ là sao, rồi mình đi làm rồi? Ví dụ sáng 7 giờ em làm thì khoảng 7 giờ kém 10, kém 15 là em dậy rồi em đi làm. Thì sao kịp chuẩn bị sửa soạn? Dạ, nhà em là đối diện với cái chuồng của em đang làm. Em cứ yên tâm về xếp quần áo, ngăn nắp gọn gàng, anh sẽ lo việc đấy cho em. Có mới nói nha. Em làm được những cái điều đấy. Em là người rất là ngăn nắp và gọn gàng. Làm suốt đời luôn nha, đừng cái cằn nhằn cổ nha. Em là người có trách nhiệm, em nói được và em sẽ làm được. À, anh nói cũng lâu lắm rồi, nhưng mà giờ anh thấy anh có hối hận về lời nói đó. Nói là nhớ, bữa nay có nhiều người làm chứng lắm đó. Rồi thì hỏi tiếp em xíu là lúc đi làm về thôi thì cái đó là em chỉ thích ngủ nướng thôi chứ cũng đâu phải là ham ngủ. Dạ thì bình thường á em hay buồn ngủ cái giờ mà người ta ở quê ta hay gọi là giờ chó ngủ á chị. Là giờ gì? Giờ chó ngủ. Giờ chó ngủ. Dạ chó ngủ giờ nào? Dạ. Dạ thường thường là khoảng 8 giờ rưỡi 9 giờ là ngủ, đến khoảng 10 giờ 11 giờ là tỉnh. Bây giờ đó giờ chó ngủ rồi hả? Dạ. Giờ thì mới biết giờ chó ngủ. Ủa sao mà có nhiều khi thì em cố gắng em làm nhiều việc thì em cố gắng em làm, còn mà ít thì em gần nhà em coi em có việc em về xíu xong rồi em ngủ rồi em dậy ra em làm. Rồi đó, đang đi làm xong xin dùm bộ xin nhà có chuyện về là leo đường ngủ ngủ một chút qua làm tiếp. Em nằm còn nửa tiếng là em tỉnh rồi em ra. Thì nào con chó nó dậy là em dậy. Tôi hỏi chơi mà trúng tiệt. Chị ơi, cho em hỏi một câu, bạn gái bên kia là bạn có thích nuôi chó không? Em thì nuôi thôi chứ em nuôi không nuôi. Em nuôi càng nhiều chó cũng ngủ càng nhiều, cái chó ngủ cổ ngủ. Đã có nhất định phải nuôi chó là ta khỏi ngủ luôn. Ngủ giờ của chó mà, đúng không? Thì anh thấy em ngủ là anh biết thời giờ đó là sao rồi. Thấy em ngủ là biết giờ đó là chó nó ngủ rồi. Dạ, đâu cần nuôi đâu mà biết. À, đâu cần sẽ nuôi. Rồi bạn trai, bạn có ưu điểm gì? Ưu điểm của em thì em sống rất thẳng thắn, sòng phẳng, rõ ràng. Cũng không biết chia sẻ với mọi người như nào, nhưng mà hiện tại về tình yêu thì em cũng rất là quý trọng những người con gái chung thủy. Em rất là ghét những người mà nói dối hoặc là những có những cái sự không thật thà trong cái cách trao đổi với nhau. Rồi em có tật xấu gì không? Cái tật xấu của em thì em nghĩ là nó cũng là một trong những cái ưu điểm của em, đó là sự thật thà và hay bị người khác lợi dụng quá. Quá thật đôi khi cũng bị lợi dụng ha. Dạ. Thôi bây giờ mình chia sẻ chút xíu về đường tình của mình đi bạn em gái. Em trải qua mấy mối tình rồi em? Chuyện tình cảm thì em cũng đã từng trải qua một mối tình kéo dài nửa thập kỷ đó chị. Chia tay cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi.
Họ quen lâu rồi, lý do tại sao chia tay? Do bạn trai là lăng nhăng chị. À, lại là cái điều đó là em không chấp nhận được. Trung thủy ha. Dạ. Cô gái này cô nói như vậy có nghĩa là cô sẽ rất là trung thủy ha, bạn trai yên tâm ha. Rồi thôi, một câu chuyện buồn. Bạn trai, tình trường mình sao? Tình trường của em thì em cũng chỉ có quen đúng một người. Người con gái đấy thì hiện tại là cũng đang ở bên nước ngoài. Đó là một trong những cái giai đoạn mà em cũng rất là khó khăn. Thì nó cũng có những cái sự cố của tuổi trẻ. Lúc đấy không tránh được cái sự nông nổi. Thì em chia tay cũng được 4 năm rồi. Và cũng không quen một ai cả. 4 năm qua là không có để ý tài luôn. Em có một cái tính cách của em là em rất là ra ngoài đường em cũng không để ý đến con gái. Mặc dù biết là người ta xinh nhưng mà em cảm nhận là tại sao, em đặt một câu hỏi là tại sao mình như thế này mà người ta không nhìn, tại sao mình đi nhìn họ là gì. Trời, thú vị quá hả, coi như bạn mình thế này tao không nhìn cô, em vậy mà anh còn nha. Nhìn mà đừng nói chi cô nào không nhìn đúng không, không cô vậy cũng tốt nha. Để chút qua tôi nhìn coi sao. Thôi rồi, như vậy là chúng ta cũng đã có một cái những cái mối tình mà đã qua rồi ha. Thành ra là mình bỏ qua đi, bây giờ mình tìm lại mối tình đây là dạ. Có như mối tình đầu và cũng là mối tình cuối nha. Dạ. Rồi, bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào? Em gái? Dạ em chào anh. Ôi, xinh quá, chào em. Dạ em muốn tìm mẫu bạn trai của em thì ngoại hình thì cao 1m7 cho lên. Có luôn. Anh 1m1 bẻ đôi không gãy được không em? Khuôn mặt thì mũi mình nó thấp quá. Mũi thấp rồi sao? Dạ em không thích thôi. Không thích mũi thấp hả? Dạ. Mũi này hơi bị thấp. Dạ, mặt đừng có ốm quá. Đâu về em đi sửa được. Mặt này quá ốm. Gì nữa? Răng đừng có hô nữa anh. Răng đừng hô. Dạ. Hơi hơi. Không hút thuốc. Có thuốc không? Dạ không ạ. Không có luôn. Người đừng có gầy quá. Mặt tao thì gầy, người cũng đừng có gầy. Sao anh lên? Thôi được rồi, anh nói vậy cho em trong lòng em gọi là băn khoăn chút thôi. Rồi chút em nhìn em tự đánh giá thôi ha. Trời ơi ha. Trời. Nói chung là nãy giờ anh chụp, em coi em mới chụp cũng mấy tấm hình nè. Chụp tấm bữa rồi gửi qua liền ha. Em có email không gửi qua liền. Đừng có làm rồi, quên nhà gái luôn ha, ha, chị tập đẹp vậy đó. Rồi nói vậy để cho em lo lắng thôi, rồi vậy nó mới hồi hộp chứ. À. Nhưng thông báo cho em biết ha, đây từng là cầu thủ bóng đá nha, đúng không em? Dạ. Cầu thủ bóng đá thì cũng chuẩn lắm nha. Đá ở vị trí lụm banh ý à. Chụp gôn. Đúng không hả? Dạ. Chụp gôn đó. Chụp dạ. 10 trận là vô đủ 10 trận cho em. Đúng em chụp 10 trận vô được nhưng mà em chưa chụp được cô nào. Chụp 10 trận vô đủ 10 trận tức là vô sân đủ 10 trận á. Rồi yên tâm đi. Dạ. Nhà trai thấy đàn gái là nhà trai chịu rồi đó, dễ thương rồi. Cảm ơn anh. Mà đã từng là thủ môn á, đã từng nghe em chứ phải hiện tại. Mà đã từng bây giờ hết chơi rồi, cái xù đó mập xấu lắm em ơi. Đã từng thôi. Em thích mập hết chị ạ. Nhưng mà bây giờ á, mấy anh này nhiều khi á là em chào chị. Hồi xưa trời ơi xấu quá. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi. Chị ơi cho em hỏi một câu này nhá. À. Bí quyết gì chị đẹp vậy? Chị đẹp vậy. À. Chị đẹp tại vì chị chỉ thích nhìn những trai đẹp thôi. Cái mình hưởng hương hoa cái đẹp của người ta. Mày quá đẹp. Em xấu. Mày quá em xấu. Mày quá em xấu hả? Sốc quá ha. Em hiểu lại lý do anh Quyền Linh đến chụp hình vụ gì rồi. Sao vậy chị? À khó nói em ơi. Khó nói nên là cái anh này hồi đó anh làm cầu thủ ở Nha Trang phải không em? Em ngày xưa em thi đấu ở Nha Trang 5 năm. Fan nữ nhiều lắm không? Em dắt gái mà. Thì em nhát thôi nhưng mà tao đâu có nhát em. Em cũng không biết là tại sao nhưng mà em đi ra đường thì con gái cũng thích mà đây, con trai thích em. Chị tư vậy cho. Hồi nãy anh nhìn là anh thích liền đó, chụp hình liền đó. Con gái không thích mà con trai thích. Dạ. Rồi lý do tại sao ra đường mà con gái đẹp thì lại không nhìn? Vậy là thích nhìn trai đẹp. Không, vì quan điểm của em không phải, nó cũng không thể tồn tại mãi theo thời gian được. Tại sao em phải đi nhìn họ với không, họ không phải nhìn mình? Thì quay đây quay ngược lại, họ sẽ đặt câu hỏi mình xinh như thế này, mình đẹp như này, tại sao người ta không nhìn mình? Vậy là cuối cùng không ai nhìn ai. Không ai nhìn ai. À vậy thì bây giờ em mong muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Em muốn tìm một bạn gái là chu thủy, thật thà
và cá tính một chút. Cho hỏi câu cuối, câu này hơi nhiều, hơi riêng tư xíu. Thẹo trên mặt em là do đá banh hay là do dạ, do banh em đá banh là ngày xưa thủ môn thì chụp banh phải không? Ra banh thì chân gầm giày của cầu thủ hay lướt qua mặt và mi mắt các thứ. Cái banh nó bên đây mà em chụp nó chà cái cà xuống dưới không? Dạ đúng rồi. Chị sao chị ngày xưa không theo bóng đá nữ nhỉ? Chị mê với cầu thủ. Theo bóng đá nữ thì chắc bây giờ em nghĩ chị thành ngôi không, sao chị rồi. Chị không làm gì được đâu, chị té hoài tại chị nặng á. Cảm ơn em nha. Dạ em cảm ơn chị. Tức là không biết nữa, không biết là đẹp hay không, nhưng mà nói chung là đặc biệt người ta sẽ nhìn. Thôi bây giờ em cứ hỏi người thân của em đi. Dạ hôm nay em đi với anh họ của em. Trời. Với gì? Em chào anh Quỳnh Linh, chị Cát Tường và tất cả mọi người ở trường quay ạ. Theo em thì em với Uyên thì sống từ nhỏ với nhau, cho nên tụi em rất là hiểu nhau. Thì em nhận xét về Uyên thì rất là sống rất là tình cảm, chung là cũng hơi lười chút thôi. Từ sau cái mối tình đó thì rất là khó là kén chọn. Còn về bạn trai bên này thì anh thì em thấy thì về ngoại hình thì nó cũng không đạt về cái tiêu chí của em lắm. Nhưng mà đàn ông thì cũng không quan trọng ngoại hình như vậy. Về sự nghiệp công việc thì anh thấy cũng khá là ok, ổn định. Thì em nhận xét như thế. Tại chứ nhận xét về con trai nó cũng không phải là sở trường của em lắm. Hôm nay mình đi với ai em trai? Hôm nay em đi thứ nhất cả bố nuôi của em và ba người phụ huynh là ba người anh đã giúp đỡ. Và bố của em cũng là những người giúp đỡ cho em có được những ngày như hôm nay. Rồi, cho gặp bố nuôi đi ha. Thứ nhất là chào Quyền Linh và thứ hai là Cát Tường. Dạ. Thứ ba toàn thể khán giả có mặt tại hiện trường hôm nay. Qua giới thiệu về cô bé thì bố thấy thì được đấy Sơn ạ. Thế còn dạ, tìm hiểu trong cái lúc mà các bạn hẹn hò và tìm hiểu thêm, Sơn thì người con trai thì quá thẳng thắn và hiền, nhút nhát. Còn cô bé thì có cái cá tính rất là tốt, thì hai bên hỗ trợ. Thì bố thấy về sau tương lai của các con là được, thì bố thấy là hai bên đều có nghề nghiệp đầy đủ, bố thấy là được đấy con ạ. Dạ con cảm ơn bố. Dạ cảm ơn chú. Bây giờ là tụi anh sẽ mở rào cho hai bên gặp mặt ha. Dạ. Nhưng mà theo anh trước khi mở rào mình làm láng hết cái này luôn được không? Chuyện hai bên đây thôi. Anh làm giống như mình làm. Làm bên nhà gái em hoang mang rồi nhanh lên. Chớp đây nè. Anh có tông đơ làm sẵn luôn nha. Được, ok anh. Nha. Ok. Thấy chưa, làm giống như mở ra giống như trái bóng luôn. Dạ, vâng. Kéo rèm nha. Mở rào. Chuẩn bị để xem anh chàng này thế nào nha. Chào em, anh có một món quà tặng em là cây xương rồng. Và anh muốn nói với em rằng thời gian dù khắc khổ như thế nào, cây xương rồng này nó vẫn sống mãi, nó vẫn trường tồn như tình cảm của anh sẽ dành cho em. Cảm ơn. Món quà thứ hai đó là một chiếc đồng hồ. Và anh muốn nói với em rằng thời gian sẽ chứng minh cho anh biết tình yêu của anh dành cho em như thế nào. Cao dữ ha, thủ môn cao ghê ha. Ok. Rồi, anh cảm ơn. Em thì em có món quà tặng anh là một quyển sách. Quyển sách này thì nói về ẩm thực của quê hương em. Thì em mong là nếu mà chúng ta có hẹn hò thì em sẽ đưa anh về quê và ăn hết tất cả những món như quyển sách này. Ok, anh muốn ôm em được không? Vậy mà không nói như được gặp gái hả nhỉ? Rồi bây giờ sao? Bây giờ cảm nhận về đầu tiên gặp nhau thế nào? Cho em nói trước. Anh thì em thấy anh tướng tá thì cũng được. Tại sao cũng được? Mặt anh hơi ốm quá. Em lại muốn người mặt tròn kia. Không phải, anh nghĩ là rồi. Anh nghĩ là không phải một phần do tự anh lo cuộc sống của anh nên không có thiếu một cái bàn tay chăm sóc của người phụ nữ. Hiện tại bây giờ anh đang là 72 cân, nếu anh lên 75 cân thì lúc đấy chắc là anh sẽ mập hơn. Ăn hết cái cuốn sách đó là mập mà, em lo gì. Anh góp ý luôn đi để em thay đổi luôn. Muốn gì đó em nhìn em góp ý luôn đi. Dạ, lọn tóc của anh có thay đổi được không vậy? Nếu em muốn anh thay đổi, anh sẽ vì em để thay đổi. Anh sẽ vì em để thay đổi. Thôi kệ đi em, vậy cho vui em cạo luôn hay là em cạo luôn hay là hết giống như cái bóng. Anh góp ý luôn đi. Dạ, nếu mà cạo thì cạo luôn, còn không thì để tóc bình thường chứ đừng có. Anh có một quan điểm, không phải anh có một quan điểm ấy. Sự gai góc ở bên ngoài không thể đánh giá được con người ở bên trong. Khi em có thể nhìn thấy hình ảnh bên này, nhưng mà ở bên trong tâm hồn của một người nó sẽ làm cho em lay động về điều đấy. Anh yếu đuối lắm, dễ vỡ lắm em ơi.
Em nhìn cây xương rồng không? Dạ. Anh sẽ là sự gai góc đó và anh sẽ luôn luôn bảo vệ em. Bây giờ vô chuyện tình yêu đi nè. Bây giờ là yêu xa. Anh có ngại yêu sao? Anh chưa bao giờ quan trọng chuyện xa hay gần. Quan trọng là tình yêu của anh dành cho em nó có đủ lớn để mình rút ngắn khoảng cách đấy hay không. Em thấy anh là người như thế nào về tính cách, về con người, về mọi thứ? Dạ thì em thấy anh nhìn thì cũng chững chạc, không biết nghĩ với người khác. Là anh bảo anh không thích con gái lăng nhăng, anh thích trung tình, thì em nghĩ anh cũng là một người trung tình, thì cái đó em rất là thích. Ở Ninh Hòa anh cũng có bà ngoại nuôi ở ngoài đấy. Em ở Ninh Hòa thì em ở nông thôn. Em ở chỗ nào? Phải thị xã, em ở xã. Anh không quan trọng về điều đấy. Dạ. Chúng ta sẽ gặp nhau như thế nào? Em muốn anh gặp em như thế nào? Thì lúc nào rảnh, có thời gian thì gặp nhau thôi. Anh thì không theo một cái lịch trình nào hết. Có thể là ngày hôm nay thích, ngày mai anh sẽ bày ra với em luôn. Cuối tuần em nghỉ thứ bảy chủ nhật. Nếu mà em thích trong lòng em muốn thì em sẽ bày vô thôi, không có gì hết đó. Ngày kia em còn ở đây không? Ngày chủ nhật. Dạ chủ nhật thì đám hỏi của em gái em ở Phan Thiết. Thì trong ngày thứ bảy em sắp xếp em về đó. Tại sao không phải là chiều nay mà là ngày kia? Vì hôm đó là ngày sinh nhật của em. Nếu vậy thì em sẽ bay đồng kia tổ chức sinh nhật chứ. Đi xuống Phan Thiết được có thì anh đi cùng em về Phan Thiết ăn đám hỏi rồi tổ chức sinh nhật ở đó luôn. Nhưng mà nãy anh nghe cái chi tiết rất hay. Bà ngoại nuôi. Dạ. Ở đâu? Ở Khánh Hòa. Tức là gần Ninh Hòa gần... Không, ở trong trong thành phố trong ở Ninh Hòa ngoài thôn. À. Dạ. Có em gái nuôi nổi ở Ninh Hòa không? Dạ không. Nhiều người nuôi quá. Nếu mà có bà ngoại nuôi ở đó thì cũng là một điều kiện thuận lợi đúng không? Dạ. Đó em phải hỏi cái địa chỉ ở đây là xã nào này kia để biết về chứ đúng không? Em nghĩ là sau chương trình thì em sẽ lấy của bạn về thông tin rồi hai đứa bọn em sẽ đến với em sẽ tự đi. Ừ, tự đi. Chứ không thế cái kế hoạch kết hôn như thế nào? Em nghĩ chỉ khoảng 4-5 tháng. Hỏi bạn gái coi bạn có chịu. Em có muốn điều đấy không? Dạ em thì chỉ cần bây giờ chỉ người phù hợp lên kết hôn. Anh có phù hợp với em không? Làm sao người ta trả lời câu đó được? Văn hóa của bọn anh rất là tây. Và bọn anh cũng rất là thoáng. Khi mà suy nghĩ như thế nào anh sẽ hỏi em như vậy. Ví dụ nhà anh nói là anh rất là thích em thì anh sẽ nói rất rất thích và anh nói sự thật điều đó. Và anh cũng muốn từ khía cạnh của em nói thật với anh. Và sau này chúng ta có những cái sự khúc mắc thì chúng ta có thể chia sẻ nhau bằng suy nghĩ đó để anh khắc phục đó. Yeah. Okay. Bây giờ đặt một vấn đề ra, nếu như hai bạn đồng ý hẹn hò với nhau và tiến xa hơn nữa, chúng ta ở đâu và làm gì để phát triển kinh tế? Em nghĩ là em thích cuộc sống trong Sài Gòn vì nó cho em sự tự do thoải mái. Em nghĩ sao về điều đấy? Em thì em thích xa nhà. Ví dụ từ nhỏ thì em cũng lại muốn đi học xa, đi lập nghiệp ở Nha Trang rồi đi về. Nên là em cũng muốn là bây giờ em kiếm một người nào đó ở xa, nhưng mà người ta đủ điều kiện để mà lo lắng, yêu thương, chăm sóc cho em. Anh nghĩ là em sẽ về đội của anh. Anh sẽ đưa em thành người sao. Những gì anh nói ra anh sẽ làm được. Anh đủ điều kiện để lo cho em. Được, đó. Nếu nói thẳng như thế là được ha. Bây giờ anh thấy em cái banh nè, chốt cái banh nè. Em bây giờ em thể hiện cái tài năng của em cho cô ấy xem đi. Để thuyết phục cô ấy trước cái đã. Với cái câu chốt hồi nãy là được rồi đó. Ừ. Còn chuyện gì đến thì tùy cô gái nha. Nào. Ở đó được rồi, bắt đầu. Thôi được rồi, nói chung điều kiện đây không có nhiều để cho em làm ha. Nãy giờ nói chuyện qua lại thì anh nghĩ rằng em gái cũng đủ bản lĩnh để quyết định chúng ta nên bấm nút hay không bấm nút. Điều đó tùy thuộc vào các bạn, tùy thuộc vào trái tim của các bạn, tùy thuộc vào sự suy nghĩ của các bạn nha. Đây là một nửa yêu thương của mình có phải hay không? Đây là người mình phải tin tưởng hay không? Để giao phó cả cuộc đời mình. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha em gái. Cho em xin nói một câu đi em. Có hai người phụ nữ anh sẽ quỳ trước mặt, đó là mẹ anh và em. Và trong tương lai anh sẽ làm điều đấy với em. Chúng ta đến đây và đó là cái duyên nên anh sẽ rất muốn đi cùng cả em những đoạn đường cuối cùng. Ba tiếng đếm bắt đầu. Một,
2 3 Hết thời gian. Nhấn nút chứ không phải là đập cái nút. Nhấn. Đó. Em gái có bấm nút không? Dạ. Không. Rồi bấm mà em. Nào. Thực sự anh rất muốn em gái bấm nút. Bởi đây là một chàng trai rất là chân thành. Anh đã nói đến mức như thế. Anh ấy cũng ấn tượng, cũng đẹp trai. Nhưng lý do tại sao vậy em gái? Em không phải là em không bấm nút, là không phải là em không thích ảnh, mà em còn một chút gì đó suy nghĩ nên là em không bấm. Thôi cái đó là quyền của em. Chúng tôi đã cố gắng để kết nối hai trái tim lại với nhau, nhưng vẫn còn một chút băn khoăn nào đó. Chị cũng hơi bất ngờ là em không bấm á, chị rất tiếc. Nhưng mà có thể á, để hiểu với phụ nữ là có thể em quyết liệt quá, mà thời gian thì còn ngắn quá, cô ấy chưa kịp cảm nhận, cô cần thời gian hơn. Biết đâu bây giờ không bấm nhưng sau này các bạn sẽ tìm hiểu rồi làm bạn với nhau sau cái sân khấu này. Nếu có dịp anh về quê em thì em vẫn đưa anh đi hết ăn. Đây quà của em, cứ cầm. Rồi chúc các bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình, sớm tìm được hạnh phúc của mình. Rồi còn gì nữa, bao lâu mới tắm lần? Thì cũng một ngày tắm lần, nếu mà có đi đâu thì em tắm tiếp. Còn kiểu ở nhà là khỏi tắm? Dạ ở nhà em khỏi tắm. Dạ vậy luôn. Mà cao quá rồi sao em? Em thích. Anh cao dữ lắm luôn á, đi nhìn lên mệt lắm à. Anh Bình Hưng gọi kìa. Rồi. Mời bạn nữ. Rồi mời em gái. Giới thiệu về mình đi Cưng. Chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào quý khán giả và bạn trai ạ. Em tên Nguyễn Thị Bích Thuận, năm nay em 26 tuổi. Em ở Tây Ninh và hiện tại em đang làm việc và sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Em đang làm công việc gì? Hiện tại em kinh doanh quán trà sữa và kinh doanh pha chế ạ. Làm cho người ta hay là mình tự kinh doanh? Dạ em tự ạ. Được, chúc mày bán đắt nha. Dạ, rồi, mời bạn trai giới thiệu. Em xin chào anh MC Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường, chào bạn gái bên đó và chào tất cả khán giả có mặt trong trường quay ngày hôm nay. Chào em. Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Duy Khang. Dạ, năm nay em 27 tuổi ạ. Hiện tại em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Và nghề nghiệp của em là quản lý vùng dịch vụ sản hàng của công ty Biozo Vespa Việt Nam. Em sinh ra ở thành phố Hồ Chí Minh luôn ạ. Điểm mạnh điểm yếu của Khang là gì? Điểm mạnh của em là hòa đồng, vui tính, hay quan tâm đến người khác, em biết nấu ăn. Còn điểm yếu của em là em hay có một chút khô khan, ít nói, không có năng khiếu về nghệ thuật. Và đặc biệt là em hơi ở dơ. Em hơi ở dơ. Là sao? Cụ thể là sao ở dơ? Em rất là ít khi dọn dẹp phòng. À. Ví dụ như là cái ra giường thì thường khi mà em thay lại mua cái mới luôn. Trời đất ơi, cái là để chắc một năm hả? Nói chung nằm thúi xong rồi dục. Bao lâu thay cái ra giường một lần? Dạ chắc phải hơn một năm chứ. À. Ủa rồi em không ngứa hả? Em ngủ em không ngứa hả? Có một chút chị. Rồi có tắm không? Dạ em cũng lười tắm. Em bao lâu mới tắm một lần? Dạ thì cái này nó còn phụ thuộc vào thời tiết đó chị. Ví dụ thời tắm thì cũng dơ lại thôi, bởi vì cái ra nó một năm nó mới giặt một lần mà. Thời tiết như hiện nay là bao lâu tắm một lần? Thời tiết như hôm nay là một ngày tắm một lần chị. Rồi quần áo bao lâu mới giặt? Dạ thì quần áo thì có mẹ em giặt cho. Trời ơi trời. Hậu ấm ha. Sở thích cũng lạ quá, bên đây bạn gái đứng hình luôn rồi. Có sở thích gì lạ lùng nữa không? Dạ em có sở thích uống trà sữa, ăn vặt. Vô liền, nãy giờ có một cái là vô thôi. Bắt mối liền em. Và xe mô tô và xe Vespa. Có tật xấu gì không? Hay lẩm bẩm một mình. Vừa đi vừa lẩm bẩm ha. Dạ. Có sở thích gì nữa không? Em thích đếm tiền ạ. Có tiền để đếm không? Hiện tại thì chưa. Chưa là lấy tiền đâu đếm mà có sở thích đếm tiền. Dạ thì mình có ít mình đếm ít chị. À vậy là có tiền để đếm. Chắc hết rồi ha. Dạ. Em gái, sao em? Thấy ổn không em? Dạ cũng ổn. Có điều ở giờ đó em thấy sao? Còn bình thường. Còn bình thường. Hả? Em cũng thế. Em cũng thế hả? Cái gì? Em cũng ở giờ luôn hả? Cỡ ảnh không? Hay là ai thắng ai thua? Chắc em nghĩ là ngang chín người thôi. Trời đất. Ra giường em cũng một năm không giặt luôn hả? Dạ không, cái đó là em thì hai lần năm. Vậy là em hơn anh ơi, em có thể em mới chín, anh mười thì em mới chín. Rồi còn gì nữa, bao lâu mới tắm lần? Thì cũng một ngày tắm lần, nếu mà có đi đâu thì em tắm tiếp. Còn kiểu ở nhà là khỏi tắm? Dạ ở nhà em khỏi tắm.
em không thích dọn dẹp lắm. Thì như bạn Nam nói thì cũng khá giống cái tính của em. Mà bây giờ mới mốt hai chồng về lấy ở với nhau rồi, rồi sao? Thì chịu khó dọn không chứ sao chịu. Ai nhớ dọn? Xe nhờ dọn. Rồi bạn gái có những sở thích gì giống ảnh không? Và nghe anh nói thì em cũng có thích cái tính là ảnh thích đi mô tô với xe Vespa. Thì em thì cũng lại thích tốc độ. Rồi em thích... mình đi tốc độ hay là mình tự lái tốc độ? Hai cái. À, cái đặc biệt có cái tính gì đặc biệt nữa không? Có cái gì lạ lạ nữa không? Thì em cũng có hơi nóng tính. Có điểm tốt nào không? Chứ điểm mạnh của em là em thì nhanh nhẹn lắm, vui vẻ hòa đồng hợp bác vậy thôi. Em cũng bất đồng và tự tin lắm. À, bạn trai tình trường sao cưng? Dạ em đã từng trải qua hai mối tình ạ. Cái mối tình gần đây nhất là từ thời đại học ạ. Em quen bà đó là qua khi mà đi học anh văn, và hai đứa quen nhau là được 4 năm. 4 năm rồi sao chia tay vậy cưng? Dạ tại vì em có nhiều cái sở thích không giống với cô ấy. À cái vụ tốc độ rồi đó hả, mô tô rồi đó hả? Dạ thì cái sở thích, cái nhược điểm của em là em không thích, em không có ưu điểm về nghệ thuật. Thì bạn đấy rất là thích chơi guitar, nhưng mà em là con trai gọi là học hành cơ khí, cho nên là tay chân mình nó cứng lắm, mình không học được những cái môn nghệ thuật. Có vậy chia tay hả? Thật ra là khi mà em theo đuổi người ta thì bà đó đang giấu em quen một người khác. Chia buồn với em ha, cũng quen lâu ghê, 4 năm mới phát hiện bị cắm sừng. Tình trường đi chứ. Tình trường thì ít lắm, chủ yếu là lúc trước là ở tuổi học sinh thôi. Còn gần đây nhất á, là cũng có một anh đó, thì em cũng biết được là anh thích mình cũng 2 năm hơn rồi mà không nói. Thử nhưng mà cũng vì một cái sở thích chung thôi. Sở thích chung là sở thích gì? Là tốc độ rồi. À. Cũng định quen nhau thôi, nhưng mà cũng không bắt nhịp được, nên thôi em chia tay bạn. Rồi vậy mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Cá tính thì hơi mạnh, thì em cũng cần một người bạn trai thì mạnh mẽ. Để nhiều khi mạnh gái mạnh tới đâu thì nhiều khi nó cũng có những chuyện mà mình yếu đuối. Cho em dựa vô khóc đã rồi thôi. Em thích mẫu người con trai cao, cao trên 1m7. Con trai cao nhiêu cưng? Dạ em 1m83. Được không? Dạ được. Được. Bạn trai thích mẫu người lý tưởng sao? Giờ chia sẻ luôn đi em. Dạ em thích mẫu người con gái cao trên 1m6 2 ạ. Mắt 2 mí, tóc dài, có sở thích giống với em ạ. Sở thích gì? Tốc độ quá hả? Dạ. Trời ơi cao dữ ha. Chạy nhanh lắm hả? Bao nhiêu cây số giờ từng chạy nhanh nhất? Dạ thật ra thì em thích mô tô thôi, chứ chạy thì nhanh nhất cũng chỉ có hơn 100 thôi. Dạ và đặc biệt là em nghe nói là bạn gái đang bán trà sữa, thì cái đó cũng là một cái sở thích rất là thích nhất của em. Thích uống trà sữa lắm hả? Dạ. Ngày nào cũng muốn hay sao? Hồi xưa đó, lúc đi học là ngày nào cũng muốn. Em có men không? Dạ có. Mạnh mẽ không? Một chút. Trời ơi. Hôm nay người ta cần người mạnh mẽ, sao tôi thấy nãy giờ cứ quẹo quẹo vậy, nó kêu nhìn thẳng mặt tôi mạnh mẽ lên coi. Mình đã sẵn sàng gì cho đám cưới chưa? Dạ rồi ạ. Tại sao lại tôi hỏi có men không mà lại nó có chút? Có đôi chút á, thì em thích là nhẹ nhàng một chút, cho cuộc sống mình nó sẽ dễ dàng hơn. Em hình dung bạn nữ bên này như thế nào? Em nghĩ là sẽ cao. Tại vì thường những con gái đi mô tô, con gái mà thích ngồi lại mô tô thì thường phải cao mới ngồi được. Đôi lúc trong cuộc sống cũng có những điều ngược lại. Chắc chắn là sẽ thích ăn ngọt và ăn vặt như em. Tại vì em nghĩ là nếu mà cái người thích uống trà sữa và người thích ăn vặt á thì phải có cái đam mê để làm để đi bán trà sữa được. Rồi ok, chị thấy tạm ổn đó. Bây giờ sẽ qua thằng đàn gái cao 1m83 hả, bên kia rồi 1m38 được không? Nói chơi vui thôi chứ không được nổi 38 đâu nha. Ô chào em gái. Dạ. Khỏe không? Dạ khỏe. Bây giờ em nghe bên đây nói giọng dễ thương không? Dạ dễ thương. Mà cao quá rồi sao em? Em thích. Anh cao dữ lắm luôn á, đi nhìn lên mệt lắm à. Được á. Các cô gái hay để nhuộm tóc em có thích không? Đừng có quá lố rồi, xanh lá cây rồi, đừng có màu hồng rồi. Màu hồng cũng được, sao lá cây đẹp có gì đâu. Bên đây nhuộm tím riệm mà. Được không? Giờ màu tím được ạ. Được rồi. Hôm nay em gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ. Dạ chào hai MC Quyền Linh và Cát Tường cùng quý vị khán giả ở trường quay hôm nay. Tôi là mẹ của Bích Thượng. Tôi ở Gò Dầu Tiên Ninh. Hôm nay tôi 56 tuổi. Hôm nay đến để quan sát rễ tương lai. Thấy cậu ấy cũng được. Nhưng mà tôi quên cái cậu ấy sống ở đâu vậy? Dạ con sống ở Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Tên của cậu là gì tôi quên mất rồi. Dạ con tên là Nguyễn Duy Khang. Rồi cậu làm gì ở tại thành phố Hồ Chí Minh? Dạ con làm kỹ sư. Kỹ sư gì con? Dạ con làm bên xe. À sửa xe Vespa đó cô. Vespa là mắc tiền lắm. Chiếc 5-7 ngàn, trăm mấy 200 triệu luôn á. Thì cô cũng không có nói gì con bé nhà cô.
nó Huy cũng bướng bỉnh, Huy chỉ có một mình con nó thôi, thành ra cô cưng chiều. Nếu mà sau này hai đứa mà có tiến tới hôn nhân thì cháu hãy lưu tâm nhìn con bé cho cô. Dạ. Vậy thôi. Rồi, cảm ơn cô. Hôm nay em trai đi với ai? Dạ, em đi với mẹ. Tôi xin chào MC Quỳnh Linh, MC Cát Tường với toàn thể khán giả trong trường quay. Tôi là nói giọng Bắc, nhưng mà ở khu vực người Bắc. Chứ tôi là cũng 60 tuổi nhưng mà sinh trưởng trong miền Nam. Cháu nữ bên này thì là tiêu chí của gia đình tôi là rất là dễ. Miễn sao hai cháu mà cảm thấy là thích hợp thì đó là được, chứ không có vấn đề gì. Còn con dâu trưởng của tôi bây giờ, tôi muốn nó đi mà nó cũng không đi. Nó nói má đừng có cho con đi, con thích ở với ba má. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, mở rào cho hai bên gặp mặt đi. Mở rào. Đó, bây giờ là chuyện của em đó Khang. Anh mẹ lên nha, mẹ lên à. À, anh chào em. Dạ chào anh. Dạ. Anh Bình Linh gọi kìa. Bó hoa cũng rất là đơn giản, nhưng mà ở trong đây có mang hai ý nghĩa. Thì thứ nhất là ý nghĩa nhất là bông hồng là đại diện cho tình yêu, và cái gói mà hoa màu tím á là đại diện cho sự chung thủy của anh. Rồi xong chưa? Dạ xong rồi. Xong rồi ngồi xuống tâm sự tiếp. Em có câu hỏi gì cho anh không? Thì anh thấy em như thế nào? So với tiêu chuẩn của anh thì em hết sức tuyệt vời. Em không cao đâu nha, em không có được 1m6 đâu à. À, không sao em, anh sẽ cố gắng tìm những phương pháp để giúp em cao hơn. Phương pháp gì trời? Nhưng em đính chính lại, thì em không cao nhưng em vẫn chống chân tới mô tô đó nha. Anh chỉ cần em chống chân tới chiếc xe của anh là được rồi. Dạ. Em có hay đi du lịch không? Em thì cũng ít lắm, em thì chủ yếu là ở Sài Gòn thôi, thỉnh thoảng thôi. À, chắc là em phải lo công việc kinh doanh đúng không? Với lại em cũng không đam mê du lịch lắm. Wow. Em thì lại thích đi biển thôi. Cái sở thích đi biển của em cũng rất là giống anh. Hát tặng gói anh bài luôn. Lấy cái nàng của anh sẽ tặng em một bài. Một khi em muốn có ai bên cạnh, để em khóc thật lớn để vơi nỗi buồn, trái tim anh này, cánh tay anh này, ừ có anh đây. Em cảm thấy cho anh như thế nào? Tại vì lên đây thì nó dung thôi, em thấy cũng men mà, đâu có tí, bình thường thôi, chứ gì đâu mà lại nói có tí. Nói chung là thì anh thì đúng như em, mẫu người con trai em thích, cao nghe em. Nói chung là thấy nói chuyện với anh là em phải nhìn lên hôm nay thấy không? Nhưng mà là thích như vậy. Thằng em cảm nhận gì cái nắm tay với bạn gái? Tay của ấy không mềm, nhưng mà em thích như vậy. Tại vì em nghĩ là cô ấy sẽ rất là chăm lo làm việc nhà, giống như là mẹ của em. Cài hàng quá. Thôi. Rồi, về vị trí đi mà. Đi chứ còn gì nữa đâu mà. Bên phải, bên đây xíu. Trời ơi, ông sợ, ông kỹ sư, ông sửa gì mà có cái nút không kiếm ông ra. Kệ người ta đi, cô lo quá, cô lo sợ người ta không tìm ra được cái nút bấm hay sao vậy? Dạ không, em chỉ thôi. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân nha hai bạn. Một. Hai. Ba. Hết thời gian. Rồi, cô mời hai em. Chúc mừng luôn. Mời hai em. Rồi, nắm tay nhau đi nè. Rồi, xin phép mẹ hôn em gái đi. Con xin phép cô. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Những chiếc vé xem phim cùng gặp Cinebox 212 để chiến thắng. Ghê thật các bạn. Em biết nấu ăn, biết làm tóc. Khá khó tính, không giữ em cũng nhăn nhó khó chịu. Mối tình thì cũng khá nhiều, cũng cho anh chọc. Cũng cho anh chọc. Tức là em không thích cái thể loại em gái mưa, em gái nắng, em gái âm u vậy thôi. Mời bạn nam. Rồi, ngồi đi bạn. Dạ, em xin chào quý vị khán giả. Chào tất cả các anh chị quay phim này. Ngồi đi em. Chào anh Nguyễn Linh. Rồi, chào em. Và xin mời bạn nữ bước ra sân khấu.
Rồi bây giờ bắt đầu chúng ta giới thiệu về mình đi bạn trai. Dạ em xin tự giới thiệu, em tên là Trịnh Ngọc Toàn, năm nay em 35 tuổi. Em sinh ra lớn lên ở Sài Gòn. Hiện tại em đang làm trợ lý điều hành xe đầu kéo ở quận 2. Em ở quận mấy Toàn? Dạ em ở quận Bình Tân. Rồi cảm ơn đàn trai. Rồi bây giờ mình để đàn gái giới thiệu. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả, chào anh Quyền Linh, chị Nam Thư và xin chào anh trai kế bên ạ. Dạ em tên là Đoàn Nguyên Bảo Anh, năm nay 33 tuổi ạ. Hiện giờ em đang làm thư ký dự án trong một công ty tư vấn về xây dựng ạ. Hiện em ở quận Tân Phú ạ. Hợp lý nha, ở gần nhau. Cũng gần nhau luôn. À, bên đàn gái cho chúng tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là vui vẻ hay cười, nói chung luôn luôn thân thiện với mọi người. Rồi em cũng rất là cẩn thận tỉ mỉ trong công việc. Em cũng có biết nấu ăn chút đỉnh, tuy là không có biết cầu kỳ nhưng mà em có thể nấu ăn bình thường đó anh. Dạ khuyết điểm của em hơi bị nhiều ạ. Thì chắc cũng vì em cẩn thận quá nên đôi lúc em làm mọi việc cũng hơi chậm chạp, ăn chậm rồi rửa chén cũng chậm, tắm cũng chậm nữa, khá khó tính. Không giữ em cũng nhăn nhó khó chịu. Tối thức khuya sáng ngủ nướng khác giường rồi thôi. Bữa nào đi làm thì em cố gắng hết sức mới dậy sớm được. Đó là ưu điểm và khuyết điểm của Bảo Anh. Vậy còn bên anh đàn trai thì sao nè? Dạ ưu điểm của em thì em biết nấu ăn, biết làm tóc, uống dũi, cắt thì em bỏ lâu quá. Tức là đó đi học đó hả? Hồi đó đi học em cũng mới làm ở trong công ty tóc. Là biết cắt nhuộm rồi là trong tầm tay rồi đúng không? Dạ. Thôi bây giờ mình đầu tư mình học thêm make up rồi đi về mình trang điểm make up cho vợ mình luôn. Tiện đi đâu đám cưới là có ông xã làm. Còn về khuyết điểm của em thì em thẳng thắn, dứt khoát, không biết thuốc, không biết uống cà phê. Hai cái đó đâu phải là khuyết điểm, là ưu điểm đó. Xưa em cũng có quen bạn gái mà trai em không biết thuốc. Tại vì trời đất ơi, bạn gái nào kỳ vậy? Trời ơi. Rồi sau đó về có tập hút thuốc không? Dạ không. Em có mấy mối tình Toàn? Dạ nếu mà mối tình thì cũng khá nhiều nhưng mà không có được lâu với anh. Khá nhiều là mấy mối? Cũng chờ anh chục. Cũng chờ anh chục. Hả? Trời ơi. Mối cái tình gì? Trên chục. Chờ anh. Hả? Sao tới chục người mà vẫn chưa tìm được cái mối tình cho mình nha? Em nhanh phát hiện được cái bí mật của mình thôi quá. Ban đầu mưa thì vô tình trong những dịp đi đám cưới, sinh nhật hoặc là đi lang thang trên mạng á, vô tình người ta nhảy vô người ta kết bạn với. Trời đất ơi, con yêu đám giỗ, đám cưới, tôi nôi sinh nhật, yêu trên mạng. Em nghĩ là người đó là còn độc thân nhưng mà sau tìm hiểu trong tầng thì phát hiện người đó có người thì đang có người yêu, cũng có người thì cũng có gia đình rồi. Đó mà chưa dứt khoát cho nên thôi. Em không có tiếng. Bây giờ mình yêu 10 mối tình rồi đúng không? Dạ. Vậy mình nhớ tên hết không? Cũng nhớ được những người gần gần nhưng mà không có suy nghĩ nhiều về những người. Em đọc sơ sơ coi mấy sơ sơ nhớ Lan Huệ Hồng rồi Tiên rồi Tiên Thi rồi tên Vina. Bé có bắt đầu tình Trang đó không? Cũng có. Ngọc có không? Ngọc có. Thư có chưa? Thì cũng đó rồi. Trời ơi. Ây cha. Rồi nhớ tên bạn gái bên này không? Bảo Anh. Hay quá. Nhưng mà tức là mối tình á mà anh lâu nhất á đối với anh là bao nhiêu lâu? Một tháng. Lâu ghê. Còn mấy mối tình kia không tới 1 tháng không hả? Chừng 2 tuần anh. Tại vì bạn của em rồi người nhà rồi em cũng phát hiện những cái mà bí mật của họ đó. Mà em cũng không hiểu thì ý như mà người ta chưa có người yêu thì người ta nói là chưa có người yêu đi. Mà người ta vẫn nói là chưa có người yêu. Mà cũng khi đó người ta đang có người yêu mà cũng hẹn hò cũng ra bình thường. Thôi được rồi, coi như là 10 mối tình đã qua. Nó mọc như nấm là nó cũng chết như rạ luôn. Em đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 3 mối tình rồi ạ. Mối tình thứ nhất thì thời điểm năm cuối sinh viên đại học. Dạ mối tình thứ hai của em là em cũng quen bạn học. Thì người này em quen được khoảng hơn 2 năm. Thời gian đầu thì cũng tốt. Nhưng mà sau đó anh ấy thất nghiệp. Cũng cố gắng cũng giúp đỡ tìm việc làm cho anh ấy. Nhưng mà anh ấy này anh không cố gắng. Rồi cứ để trôi vậy hoài. Em
nói hoài mà cũng không được. Rồi cái cuối cùng anh nói là anh không xứng đáng với em, rồi cũng chia tay em. Em có một nguyên tắc là sau khi chia tay cũng phải 1 năm sau em mới quen người mới. Người thứ ba thì quen trong vòng 1 năm thôi ạ. Anh này thì cũng tốt, điều kiện đều tốt, nhưng mà sau ảnh này chê em là khó hay so đo ganh tị. Nhưng mà em thấy ảnh cứ giấu giếm, cái gì cũng giấu em. Lén đi du lịch, đi Vũng Tàu về cũng giấu, không nói em biết. Nhưng mà ví dụ ảnh lén là anh đi Vũng Tàu hay anh đi chơi đó, là anh em có biết là anh đi với ai không? Em cũng không biết luôn, hình như là cũng có khi đồng nghiệp hay là bạn bè gì em không biết. Nhưng mà lại thế là rất nhiều chuyện giấu giếm, không có muốn nói cho em biết gì hết á. Kiểu không chịu chia sẻ. Ba mối tình hết 6 năm rồi, trong đây chục mối. Hai người này trải nghiệm tình yêu hơi nhiều đó. Tiêu chuẩn chọn bạn trai của bạn như thế nào? Tiêu chuẩn của em thì về mặt ngoại hình á, tại em chân ngắn mà, nên em muốn tìm người cao cao một chút để cải thiện đời con cháu. Ít nhất cũng phải cao 1m68 trở lên anh. Rồi đó em, chính xác. Với lại em thích người có sống mũi cao, biết quan tâm tới cảm xúc của bạn nữ anh, hiền lành chút xíu, giúp đỡ được việc nhà nữa càng tốt ạ. Rồi, bây giờ nói như thế thì em có được bao nhiêu phần trăm đáp ứng nhu cầu bên kia? Tầm khoảng 6-70% thôi. 6-70% hả? Sống mũi cao là chắc em không có đi phẫu thuật được. Không, nữa em cũng hơi cao cao. Hơi cao á. Ừ, cao hơn cái miệng chút xíu. Dạ. Cái mũi nào mà không cao hơn cái miệng? Ông Mai này thiệt. Đó, về gặp nhà gái. Dạ, cỡ anh Nguyễn Linh là được rồi ạ. Mũi cao không? Dạ, có sống mũi cao. Mới sửa. Em có hay ghen không? Dạ có, ghen dữ lắm. Tức là em không thích cái thể loại em gái mưa, em gái nắng, em gái âm u vậy thôi. Có em gái vậy không? Dạ không, anh ơi, giờ em đi ra đường em sợ gái lắm. Em đâu dám tới hỏi đâu. Giờ nhìn thấy người ta cũng có tia mình rồi đó, nhưng mà cũng không dám tới nói chuyện. Dạ, hồi hồi. Rồi, bây giờ em ghét nhất gì ở người đàn ông? Dạ em ghét nhất là tính lăng nhăng ha. Lăng nhăng? Thời buổi này đâu có bắt cá hai tay được. Nó hốt nguyên rọ. Đục của chơi một đục phương chứ đâu có cần mất hai tay. Dạ. Nói vậy chứ em nhìn là em thấy tôi hiểu anh bên đây. Thật sự anh cũng hiền lắm. Em thấy anh toàn là bị người ta bội bạc không à. Công nhận đàn gái xinh. Đó, đó là xinh đàn gái xinh. Bảo anh có ghét đàn ông nhậu nhẹt rồi vậy không? Nhậu chút chút vì công việc thì được chị. Rồi. Em có nhậu không? Dạ, nhậu thì thỉnh thoảng khi mà đi với sếp thì em có nhậu thôi. Cũng không có thường xuyên. Dạ. Mình nhậu mình uống được nhiêu chai? Dạ, nhậu thì khi nào sếp về thì em về. Chắc cái gì? Vậy sếp anh uống được nhiêu chai? Dạ thì lúc vui thì sếp uống được 2 thùng, lúc buồn lúc buồn thì sếp uống từng thùng mà về thôi. Bây giờ tính luôn tới thùng chứ không có tính chai nữa. Dạ. Nhậu nhiều thì sẽ không tốt cho sức khỏe. Kiểm tra sức khỏe đi, bữa giờ không kiểm tra sức khỏe gì hết. Thì em có thể là em nhất anh Linh bỏ anh dài dễ dàng. Wow, vỗ tay cho anh làm nè mọi người. Được không em? Dạ. Anh mà rớt xuống là anh mệt lắm. Em bảo đảm không nha. Dạ, xưa thì chưa bao giờ có vụ này nha. Đừng có vụ. Ngồi đây nha bảo. Được không? Được, em bảo đảm được. Anh nè, vì tương lai của Bảo Anh và anh phải cố gắng rồi. Vì hạnh phúc của Bảo Anh. Anh đừng chấp nhận. Anh nhấc lên thiệt luôn á hả? Dạ được. Nhấc anh lên đúng không? Dạ. Từ 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 từ. Anh làm gì phá ai vậy? Trời ơi. Cầu bình an. Chắc là nâng tạ cho dễ hả anh? Hay là anh muốn nhấc lên? Chơi chơi đi sợ. Rồi nhấc anh Linh đi. Sao? Nâng tạ giờ xưa rồi. Phải thế chứ. Dạ. Anh có võ, mình có võ không? Con vợ anh nặng. Anh Linh. Con vợ anh nặng thì anh lên đường. Anh có sao không anh Linh? Không nổi được. Anh có sao không anh Linh? Bảo anh ơi. Thôi em xin lỗi anh. Anh phải thảo lộn ra chứ tự nhiên anh tập trung anh run quá không em đứng được. Tôi xuống rồi mà. Được có sao không? Đừng lấy tôi ra làm đạo cụ. Thôi ráng đi hết số này em cho đi chụp hình. Hót gì để đẹp mà. Nè. Rồi anh bước đây anh. Được nhiêu cái nè mệt quá. 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Thôi anh đừng bỏ, bỏ xuống đi em. Đi rồi. Về cái phần sức khỏe là yên tâm nha. Dạ. Anh Quyền Linh mà giác lên một cái 1.
té một cái bụp. Yên tâm, em cảm ơn sự hy sinh anh dũng của anh Quỳnh Linh. Sao lòng nãy không đem tạ sớm đi, chắc là nâng tạ cho dễ hả anh, hay là anh muốn nhức lên? Chơi chơi đi, sợ thôi nhức anh Linh đi. Phải là sợ ổn với anh không sao, chỉ thoát gì địa điểm sơ sơ thôi. Rồi thôi được rồi, rất nhiều. À, bảo anh hôm nay bảo anh đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ em và các bạn bè thân thiết của em. À, rồi dạ. Chào con. Chào anh Nguyễn Linh, chào chị Nam Thư. Dạ chào cô. Chào quý vị khán giả trong phòng này. Tôi là mẹ của Bảo Anh. Trước hết là tôi xin cảm ơn chương trình đã quan tâm tới cái nỗi buồn của những người mẹ như tôi. Buồn vì con lớn tuổi mà chưa có đôi có cặp. Trai và bạn trai bên này thì hiền lành, cũng thật thà, rồi không hút thuốc, rất thích là điều đó. Còn cái nhậu nhiều thì khắc phục một chút. Dạ, rồi cảm ơn cô. Dạ, cảm ơn cô. Toàn đi với ai Toàn? Dạ, em đi với chị Hai. Em chào anh Quyền Linh, chào Nam Thư, dạ. Chào tất cả mọi người có mặt trong trường quay, chị em gái. Chị là chị của Toàn. Toàn nói là Toàn có nhiều mối tình nhưng mà thiệt sự là em chưa bao giờ thấy Toàn dẫn bạn gái về hoặc là giới thiệu, chỉ có một hai lần thôi. Vì em có treo sẵn rồi, em nói làm gì thì làm, tới 2019 thôi là hết hạn tiền quà cưới của em. Nếu mà quá 2019 là cái phần quà cưới đó sẽ xung vào công quỹ. Về cái bạn gái thì chị nhận xét em là người dễ thương. Tính cách như thế nào thì chị không có rõ, nhưng mà chị đẩy thuyền đó. Cảm ơn mọi người. Rồi bây giờ hai bên gia đình đã có ý kiến rồi, mình mở rào để xem coi hợp lý hay không. Dạ. Mở rào. Chào em. Chào anh. Anh có quà tặng em. Em cảm ơn anh, em cũng có quà gửi anh. Rồi, cảm ơn anh. Em thấy anh sao? Thế nào? Khoan cho em hỏi trước một câu nha. Anh nói anh biết võ, rồi anh cũng sức khỏe. Vậy anh có bao giờ đánh phụ nữ không vậy? Em không có chấp nhận là ông đánh phụ nữ nha. Nếu như mà tình huống vô tình á, thì có thể là trúng, chứ còn mà cố ý thì không có. Vô tình trúng vô à? Tình ví dụ như là cái đám đông như nãy đó, đồng đồng á. Vô tình như nãy đó. Không phải, ví dụ như trong trường hợp mà đám đông mà lộn xộn đánh nhau á thì mình cản ở đó, mà người khác vô tình đến tới thì đằng sau tới đó, thì mình quay qua phản xạ thì mình đập nhau. Dạ, em hiểu. Không, ý em hỏi là giả dụ như anh giận quá thì anh như thế nào? Nếu mà giận quá, ngay rồi. Cả người trong nhà đi nữa, nếu mà có một cái sự bất đồng nào đó thì anh đi ra chỗ khác. Chị nha. Không tranh cãi. Dạ, vậy tốt. Em nghe nói anh không hút thuốc lá em cũng thấy được lắm rồi ạ. Dạ. Thì anh có yêu cầu gì quá khắt khe đối với bạn gái hay với vợ mình không ạ? Thì anh chỉ muốn tìm người bạn gái dịu dàng, bạn gái không nên hút thuốc. Giới tính bạn gái phải rõ ràng. Em thẳng, em gái thẳng hoàn toàn. Chứ đó giờ gặp giới tính không rõ ràng. Cũng có bạn gái là giới tính không rõ ràng. Vậy rồi. Có nghĩa là vẫn quen với mình, nhưng mà vẫn quen với một bạn nữ, một dạng... Thôi Toàn, đừng cái chuyện tình yêu quen nó phức tạp với Toàn. Dạ không, anh yên tâm, em mê trai nổi tiếng. Gặp anh thì em cảm nhận như thế nào? Em thấy anh có vẻ đẹp trai hơn những gì em tưởng tượng. Không khỏe mạnh, thích thể thao là rất tốt ạ. Không, em khỏe, khỏe lắm đâu. Không sao đâu anh. Anh ẩm em chắc nổi đúng không? Nổi. Điện sức đúng không? Thử liền thôi hả chị? Tôn tin. Sai lầm. Nó có một số điểm hồi nãy là thất bại là cái sàn này nó trơn. Tại... Không học được giải thích cái này được rồi. Em đánh giá em có 44 kia. Được, đứng lên. Đừng giải thích khi hậu quả nó xảy ra. Không, anh Linh nặng, anh hiểu không? Đó, còn Bảo Anh có tí xíu à. Sao bế nổi không? Đứng yên nha, đứng yên nha. Người ta mặc váy đó nha, cẩn thận nha. Xin phép cô với nếu em có thể bế em lên được không? Đừng có như tôi nha. Trời ơi, đó nhẹ nhàng như cung đàn luôn phải không? Rồi qua bế lên gái nữa được. Mà ẩm con gái khác, ẩm con trai khác. Đúng rồi anh ơi. Anh thấy em ngoại hình là dễ thương. Cảm ơn anh. Nếu như mà bấm nút sau buổi này á, mình anh có thể hẹn hò với em á, là ngày nào em muốn gặp anh á thì cũng được, bất cứ ngày nào trong tuần.
là một tuần anh chỉ được nghỉ một ngày thôi. Ủa anh làm việc tới mấy giờ? Không lẽ làm xuyên đêm? Cái tổ chức công việc của anh á thì làm với tài xế cho nên anh ở lại đó luôn. Tại giờ nếu mà về nhà thì từ 2 giờ Bình Tân thì xa. Là 12 giờ đêm anh mới về hả? Thì cái khoảng thời gian là 11 đến 12 giờ anh mới xong việc. Bạn gái lên thăm chỗ làm thăm được không? Được, bất cứ lúc nào. Đó. Thì cái thời gian nhàn rỗi anh cũng có nhiều. Thì chỉ có mình có túc trực ở đó để mình xử lý công việc cho tài xế thôi. Dạ thôi cũng không sao, nếu mà anh tận tâm bằng ý với mình em thì chuyện gì cũng có thể, em cũng có thể rồi, xem xét lại được. Với nhau là làm gì nữa? Em phải thể giữ là 70% để anh còn 30% cho anh. Là 37 không anh? Dạ cũng được, em thấy cũng hợp lý. Em phải nói những cái gì tận đáy lòng của em suy nghĩ về cô gái đối diện? Suy nghĩ của em thì về bạn gái thì rất là hiền. Cảm ơn. Có cái sự chân thành trong cái cuộc trò chuyện hôm nay. Em không muốn là bạn ấy bấm nút. Hát bài gì đó tặng bạn ấy coi, gây cảm tình. Để em hát ca cầu thử nha. Hát cầu thử. Mày lạ ta. Mang 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 phù văn nhan tử. Vì vì vô vô chúc lòng thiên tử. Tồn thật nỗi lòng ai kẻ tình si. Nước mắt tràn mi tiếng người trong ông ngược lên đỉnh núi cao hay đất trời và thượng bước xuống đây thung sâu ta ngắm con sông dài vào rừng trúc mai tháng nghe con sáo sầu ta muốn hỏi một câu bao giờ thôi ta vỡ bao giờ hết ta thôi anh xin hát. Ta gặp người yêu ta hát bài nào cho nó tươi sáng rồi lên cái gì đâu mà ca trù nó xuống lúc vét luôn vậy đó. Tại vì em thấy những cái đọc trước mà em coi em thấy nhiều khi mình hát nó sẽ bị đụng bài cho nên đụng bài hát lạ thiệt. Dạ. Bây giờ để tay nút bấm đi, khi bấm nút là phải trách nhiệm với nút bấm đó. 3 2 1 hết thời gian. Hết thời gian. Quá. Wow. Chị ơi, cho cổ chuẩn bị khen nha chị. Rồi, bây giờ nắm tay nhau được rồi đó. Xin phép đi. Xin phép cô cho em hôn bỏ anh. Đó, cô gật đầu luôn rồi đó. Làm luôn. Em cho anh hôn nha. Dạ lẹ đi anh. Anh làm em hồi hộp. Lẹ lẹ đi. Tôi tới bình tĩnh. Nhờ ơi. Một cái hôn rất to, rất kêu từ trước tới giờ của bạn muốn hẹn hò. Hùng mà điếc một tai luôn rồi.